Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện. Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp của tác giả Đào Tử Tô. Thuộc thể loại trọng sinh điền văn hiện đại. Bao gồm 194 chương. Cô vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành một cô gái an phận dưới sự kiểm soát của mẹ kế. Chị kế của cô cần mẫn chăm chỉ bao nhiêu thì cũng đạo đức giả và lười biếng bấy nhiêu sau đó chỉ kế dựa vào danh tiếng cốt của nguyên chủ mà lấy được quan quân như nguyện, làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Còn cô thì bị hứa gả cho một tên một nghèo hai trắng tay, lại không cha không mẹ sát vách nhà. Từ đó hai vợ chồng cô bước sang một cung bậc khác khiến người người ganh tị, đỏ mắt. Mời các bạn nghe truyện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh các Truyện Hương Xưa, xin hãy bấm đăng ký, và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé xin cảm ơn các bạn tưởng sơn trà mày giỏi thật đấy nhỉ đã giờ nào rồi mà còn ngủ chưa chịu dậy muốn bỏ đói cả cái nhà này có phải không triệu xuân hoa đứng ở cửa căn phòng phía tây với vẻ mặt tức giận đóng sầm cửa lại bùi gỗ trên cửa rơi xuống sột soạt nhưng người bên trong lại như hoàn toàn không nghe thấy gì. Cậu con trai Tưởng Ngọc Xuyên đứng dựa vào cửa nhân cơ hội than thở, "Mẹ, con dậy được nửa ngày rồi mà mẹ nhìn cô ta vẫn còn chưa dậy kìa, hôm nay con còn phải đi học nữa, đến bây giờ cơm còn chưa được ăn, chắc chắn cô ta đang muốn bỏ đói chúng ta rồi." Triệu Xuân Hoa chỉ có một người con trai là Tưởng Ngọc Xuyên, yêu thương vô cùng, nghe đến việc đến bây giờ con vẫn chưa được ăn cơm, quay đầu lại nói với con gái lớn tưởng ngọc trân đi gọi bố con về mà nấu cơm nhân tiện về xem đứa con gái quý giá mà ông ta nuôi dạy tự cho rằng mình là tiểu thư quan gia nào vậy ngủ đến giờ này còn chưa chịu dậy đợi nó ra đây xem xem mẹ dạy dỗ nó thế nào tưởng ngọc trân gật đầu nhìn thoáng qua cánh cửa phía tây giả vờ tốt bụng khuyên nhủ sơn trà à em đừng ngủ nữa mau dậy đi hiểu chuyện chút đi đừng làm mẹ tức giận nữa nếu như nó ngoan ngoãn thì sao có thể ngủ đến giờ này mà chưa chịu dậy? Phải để cho mọi người xung quanh đến xem xem nó tài đức như nào. Triệu Xuân Hoa sắn tay áo lên chửi rủa, tưởng Ngọc Trân thấy mình châm lửa thành công, khóe miệng treo ý cười thông thả đi ra ngoài tìm tưởng vệ quốc. Bên ngoài sân, những người hàng xóm đi qua nghe thấy động tĩnh đằng sau cánh cửa của nhà họ, vừa nhìn thấy tưởng Ngọc Trân bước ra liền vội vàng hỏi, nhà cháu có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm ra đã ồn ào như này rồi tưởng ngọc trân nhíu mày vẻ mặt sầu não không biết nói sao để khuyên nhủ cháu cùng mẹ đi làm đồng nhờ em sơn trà ở nhà nấu cơm ai ngờ rằng em ấy còn chưa dậy ngọc xuyên còn phải đi học mà giờ này vẫn chưa có cơm ăn mẹ cháu tức giận gọi em ấy vài lần nhưng cũng chẳng thấy đáp lời thật là quá đáng mấy giờ rồi chứ ruộng thì không làm việc nhà cũng bỏ đó con bé cũng lớn chừng này rồi mà vẫn lười biếng như vậy đúng vậy Mẹ cháu tốt tính quá đấy chứ, cũng chỉ mắng có vài câu rồi thôi. Nếu là nhà người khác thì nó đã bị đánh mấy trận rồi. Hai, ai bảo Xuân Hoa mềm lòng chứ, thấy con bé không có mẹ nên tận tâm chăm sóc nuôi nấng. Ai ngờ đâu hóa ra lại nuôi một con sói trắng không thuần được, hai, mẹ của cháu thật vất vả quá. Tưởng Ngọc Trân nhìn từng người hàng xóm mắng sơn trà một lượt, trong lòng mừng thầm nhưng vẻ mặt vẫn biểu lộ sự thấu hiểu. Dì à, dì đừng nói vậy, có lẽ em ấy không khỏe nên không dậy được. Người phụ nữ khịt mũi trả lời, chỉ là lười biếng thôi, làm gì có chỗ nào không khỏe, chẳng qua rằng cháu đã quen với nó rồi nên mới để nó vô phát vô thiên như thế. Còn không phải sao, nếu là tôi á, tôi đã sớm gả nó ra ngoài rồi. Lười biếng như này, có lấy cũng chẳng ai muốn lấy. Không phải bề ngoài nhìn cũng được sao. Chỉ cần sinh được con, chắc chắn vẫn có người lấy. Cũng đúng, ông Trần Làng Bên không phải vừa mất vợ sao, nhờ người mai mối hỏi xem, có khi lại muốn lấy. Một nhóm người vây quanh tưởng Ngọc Trân đùa giỡn với những ý đồ xấu xa nhưng tưởng Ngọc Trân không hề có ý dừng lại. Sau khi mọi người đùa xong, cô ta nói, cháu vừa nấu ít cháo, sắp xong rồi, phải đi gọi bố cháu về ăn cơm, các gì cứ nói chuyện à. Xem xem cháu chăm chỉ như nào, vẫn phải nấu cơm lúc đi làm đồng về sơn trà có được một nửa sự chăm chỉ của cháu thì cũng không bị người ta ghét đến mức này đâu tưởng ngọc trân nghe những lời nói bên tai mỉm cười bước đi ngay sau khi cô ta rời đi những người hàng xóm đã tản ra họ bận rộn đi khắp các con phố và kể cho dân làng nghe chuyện này như một trò đùa trong sân triệu xuân hoa sắng tay áo nhổ nước bọt lùi lại hai bước định đá tung cánh cửa căn phòng phía tây này là nơi để đặt đồ lặt vặt linh tinh thường ngày căn bản không đóng cửa cũng không hiểu móng heo nhỏ sơn trà kia đã dùng thứ gì buộc vào cánh cửa làm bà đẩy nửa ngày cũng đẩy không ra bà ta tức giận bước hai bước đạp tới nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra bà ta không kịp dừng lại lao vào phòng như chó ăn phân trẹo chân lập tức ôm chân hét lên trời ơi chân của tôi chân của tôi tưởng ngọc trân không ngờ tới sự đột ngột này sắc mặt tái nhật vì sợ hãi chạy tới đỡ triệu xuân hoa khóc mẹ mẹ có sao không triệu xuân hoa toát mồ hôi lạnh vì đau không nói nên lời trừ mấy tiếng gào khang người khởi xướng chuyện này sơn trà đang đứng một bên mặt không thay đổi gập lưng lại nói ồ có chuyện gì vậy tại sao dì không nói gì đã muốn vào rồi nói gì bà ta đập sắp vỡ cửa sơn trà lại ra vẻ như không nghe thấy bảo bà ta nói như thế nào đây nhìn thấy mẹ chịu thiệt tưởng ngọc xuyên đứng dậy giơ nắm đấm lên định đánh sơn trà sơn trà ngẩng đầu lên nhìn hắn ta thấy hắn còn dám động tay cô lấy một cái gậy từ sau cánh cửa chỉ cần hắn dám xông tới cô liền dùng gậy vụt thẳng tay mày đến thử xem tưởng ngọc xuyên chưa bao giờ nhìn thấy sơn trà như thế này hắn sợ tới mức sững sờ tại chỗ với vẻ mặt hoảng sợ triệu xuân hoa lấy lại tinh thần hét lên tưởng sơn trà mày muốn làm gì mày còn định đánh ngọc xuyên à mày muốn tạo phản có đúng không Sơn Trà cầm cây gậy trong tay, gì nói gì vậy? Cậu ta muốn đánh tôi trước. Ánh mắt Triệu Xuân Hoa trừng lớn như chuông đồng, đừng nói là tưởng Ngọc Xuyên, ngay cả bà ta cũng chưa từng nhìn thấy Sơn Trà như thế này bao giờ, nhất thời kinh hãi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau chầm chầm một lát, Triệu Xuân Hoa lại ngồi dưới đất gào lên. Thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tưởng vệ quốc, ông quay về mà xem, cái móng heo nhỏ này muốn đánh người mà vừa nói bà ta vừa sầm mặt khóc tưởng ngọc xuyên đứng bên cạnh chảy cả nước mũi ngơ ngác nhìn sơn trà không dám động thủ nữa còn sơn trà thì sao cô để cho triệu xuân hoa khóc lóc còn mình thì rời khỏi căn phòng phía tây mà không thèm nhìn lại đi đến phòng đông nơi bọn họ ở đẩy cửa đi vào triệu xuân hoa cũng không quan tâm đến chuyện hú hét nữa bà ta nhanh chóng đứng dậy chống cổ chân đau điếng người đi vào phòng hét lớn ai cho mày vào phòng của tao mày định làm gì Sơn trà nhất tấm vải bông che trong một cái giỏ trong góc, lấy ra hai quả trứng, vừa đi vừa nói, ăn sáng, không thấy sao. Gia đình không giàu có, ngoại trừ tưởng Ngọc Xuyên sáng nào cũng có thể ăn một quả trứng, còn lại đều bị Triệu Xuân Hoa giấu trong phòng xem như bảo bối, nhìn thấy Sơn trà ăn, Triệu Xuân Hoa tức giận. Ai cho mày ăn trứng? Đó là của Ngọc Xuyên. Mày bỏ xuống. Bà ta khập khiển bước tới chỗ Sơn Trà muốn cướp lại nhưng Sơn Trà nhanh chóng đẩy bà ta ra. Đây là đứa con gái riêng mà dù bị đánh mắng cũng không dám thả một cái rắm trước đây sao? Thật là muốn tạo phản mà. Dáng người Triệu Xuân Hoa không cao, thấp hơn Sơn Trà nửa cái đầu lại còn đang bị đau chân, cho dù bà ta rất hận Sơn Trà thì bà ta căn bản cũng không phải đối thủ của cô, bà ta không hiểu vì sao mà vừa tỉnh dậy cô lại như biến thành một con người khác, dám động tay động chân với bà ta. Bà ta chưa bao giờ nhìn thấy Sơn Trà như thế này trước đây, lúc này thực sự sợ hãi dù sao thì bây giờ trong nhà cũng không có ai, nếu như hai người thật sự động thủ, bà ta chắc chắn sẽ chịu thiệt hơn. Bà ta không biết Sơn Trà xảy ra chuyện gì, cũng không dám hành động hấp tấp, tay dừng lại nhưng miệng lại không ngừng, kéo tưởng Ngọc Xuyên chạy ra ngoài sân, kêu gào cuồng loạn. Sống thế này làm sao mà sống được đây? Tôi nuôi nó từ khi còn tè dầm đến khi lớn, cuối cùng lại thành nuôi một con sói mắt trắng, không những chẳng chịu làm việc nhà, mới mắng hai câu còn đòi đánh người mọi người đến xem đây này triệu xuân hoa gào thét hăng say sơn trà lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng cô nhấc cái nắp nồi lên bỏ trứng vào bên trong nồi đang chuẩn bị nấu cháo cô cũng không phải đột nhiên thay đổi tính cách cô căn bản không phải tưởng sơn trà như miệng triệu xuân hoa nói chỉ là sáng nay cô mới xuyên vào cuốn sách này nơi cô đang ở là một quyển niên đại mẹ kế nữ chính chính là chị kế tưởng ngọc trân là con gái của Triệu Xuân Hoa với người chồng cũ, khi lên 7 tuổi đã cùng Triệu Xuân Hoa đến nhà họ tưởng. Còn cô là nữ phụ hoàn toàn trái ngược với nữ chính, bị nữ chính đem đi so sánh khắp nơi, hơn nữa còn có kết cục thảm hại. Là nữ chính trong sách, chỉ kế của cô hầu như có tất cả những đức tính tốt. Chẳng những chăm chỉ cần cù lại giỏi giang, được dân làng quý mến. Sau khi kết hôn với nam chính lại càng là một người vợ mẫu mực, trên chăm sóc mẹ chồng dưới dạy dỗ con cái chịu thương chịu khó mới đầu thì không được lòng mấy đứa nhỏ nhưng sau này thì khác ba đứa nhỏ đều coi cô ta như mẹ ruột cuối cùng lấy được lòng của nam chính trùng hợp nam chính được thăng chức cả nhà được đưa vào viện quân sự cùng nhau sống những ngày tháng đẹp đẽ nhưng sơn trà trong cuốn sách này lại không có kết thúc tốt đẹp theo miêu tả trong sách cô là người lười biếng khi còn bé thì không chịu làm việc nhà đi đâu cũng cạnh tranh với nữ chính Lúc đầu Nam Chính coi trọng cô trước, muốn đến nhà cầu hôn nhưng cô lại không thích Nam Chính đã có một đời vợ còn có con nhỏ, mắng hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chửi bới không ngừng. Kết quả là Nam Chính kết hôn với chị kế, sau đó lại thăng chức rất nhanh, còn cô lại phải kết hôn với một một người đàn ông nổi tiếng lười biếng, nghèo đói, bị gia đình vùi dập lừa gạt, kết cục là cái chết thảm thương. Khi Sơn Trà đọc truyện, cô chỉ cảm thấy việc mình cùng nữ phụ này cùng tên thật sự là làm bẩn tên mình, trợn tròn mắt đọc. Nhưng cho đến sáng nay mở mắt ra, phát hiện mình đã xuyên vào trong cơ thể của nhân vật này, sau khi lấy lại trí nhớ, nhìn nhận lại mọi thứ cô mới nhận ra mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Không đợi Sơn trà lôi ký ức của nguyên chủ ra nhớ lại một lần nữa, tưởng vệ quốc và tưởng Ngọc Trân cũng đã cùng nhau trở về. Hai người mới ở cổng đã nghe thấy tiếng la khóc của Triệu Xuân Hoa ở trong nhà, lập tức đẩy cổng vào trong. Triệu Xuân Hoa vừa thấy hai người đã trở lại, lập tức tố cáo kể lễ lại một lần việc Sơn trà đã làm. Nếu như hai người còn không quay về thì tôi với xuyên tử sẽ bị nó đánh chết mất thôi, ông nhìn thử chân tôi đi, sưng thành dạng gì rồi, đồ móng heo này muốn mạng của tôi đây mà. Triệu Xuân Hoa vừa khóc lóc vừa kêu gào, Tưởng Vệ Quốc càng nghe chân mày càng nhíu chặt lại, Tưởng Ngọc Trân cũng hoảng sợ, vừa đỡ Triệu Xuân Hoa lên, vừa nhìn Sơn trà đang dựa ở cửa phòng bếp bóc trứng gà ăn hỏi, "Sơn trà, đây là có chuyện gì?" sơn trà cắn hai ba miếng đã ăn hết quả trứng gà tầm mắt lại đảo qua trên mặt bốn người ở đối diện một vòng trong lòng lạnh như nước cũng thấy không đáng giá thay cho nguyên chủ đây mới giống người một nhà hơn thì có giúp đỡ lẫn nhau chỉ có mỗi nguyên chủ mới là người ngoài bị cô chị kế bạch liên hoa với bà mẹ kế ác độc ức hiếp cả đời có chuyện gì xảy ra đâu chân của dì ấy là do tự dì ấy làm trẹo tôi cũng chẳng hề làm gì chị nhìn thử trên người dì ấy đi ngay cả một đầu ngón tay tôi cũng chưa chạm vào gì ấy trong mắt triệu xuân hoa lóe lên ánh sáng ác độc mày còn cầm gậy muốn đánh xuyên tử nó là em trai của mày mà mày cũng dám ra tay được hay sao sơn trà bật cười nó còn cuộn nắm tay muốn đánh tôi kìa gì không nhìn thấy à tôi nào phải là chị của nó nữa triệu xuân hoa nào đã từng thấy dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén như vậy của sơn trà ngẩn ra một lát mới tiếp tục nói nếu không phải mày không mở cửa thì tao có thể bị trẹo chân chắc. Xuyên tử thấy tao bị trẹo chân cho nên thằng bé mới nóng vội. Tôi ở trong phòng ngủ của tôi, ảnh hưởng gì đến gì nhỉ? Tôi không trách gì quấy rầy tôi ngủ cũng đã khách sáo lắm rồi, dựa vào đâu mà phải mở cửa cho gì? Triệu Xuân Hoa nói cũng không nói lại cô, bị cô chọc tức đến nổi đỏ cả mắt. Mọi người nhìn dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén này của nó đi, tôi nói một câu mà nó đã có thể nói 10 câu rồi nó ngủ đến mức ngày phơi ba sào còn chưa dậy tôi gọi nó hai câu nó đã đối xử với tôi như vậy rồi tưởng vệ quốc đây đâu phải là ông nuôi con gái đâu đây là ông đang nuôi bà cô tổ thì có nhà ta chỉ có mấy con gà để trứng ra tôi cũng không nỡ ăn cất đi để dành cho xuyên tử bồi bổ thân thể nó vừa xông vào đã bới hai quả ra nấu ăn thì ăn nhưng ít nhất cũng phải để lại một quả cho xuyên tử chứ trong lòng nó hận tôi cũng không sao nhưng xuyên tử là em trai của nó sao nó có thể đối xử với thằng bé như vậy cổng ngoài sân đang mở triệu xuân hoa liếc thấy lại có mấy người hàng xóm nhiều chuyện tới tụ tập nghe góc tường càng thêm than thở khóc lóc nói sơn trà chẳng khác nào như địa chủ ác bá còn bà ta thì lại như bông hoa nhỏ bé đáng thương bị ác bá ức hiếp vậy không hổ là hai mẹ con ruột khả năng trợn mắt nói dối của người sau so với người trước chỉ có hơn chứ không có kém mà đám người nhiều chuyện không biết rõ tường tận đứng vây xem kia cũng đứng trên lập trường của triệu xuân hoa lên tiếng cho bà ta đây là chuyện gì vậy sao bây giờ sơn trà lại như thế này chứ bình thường ở nhà lười không làm việc thì thôi nhưng nói mà cũng không cho nói nữa sao hồi xưa toàn là bố mẹ đánh con cái giờ con bé muốn lật trời đấy à ngay cả mẹ của mình mà cũng dám ra tay tuy rằng không phải là ruột thịt nhưng xuân hoa nuôi con bé ngần ấy năm không có công lao cũng có khổ lao mà thật đúng là sói mắt trắng còn không phải sao nuôi một con chó nó còn biết vẫy đuôi như thế này thì cũng thật quá đáng với cả xuyên tử dù gì cũng là em trai của con bé nó không để xuân hoa vào trong mắt thì ít ra cũng nên nhường nhịn em trai một chút chứ vậy mà lại còn đi ăn mảnh đúng là không bằng một nửa của ngọc trân mọi người càng nói càng hăng say triệu xuân hoa vừa nghe trong mắt hiện lên một tia vui mừng ai bảo mày động kinh bây giờ thì hay rồi chịu nghe mắng đi tuy rằng tưởng ngọc trân không biết rõ chuyện của sơn trà là như thế nào nhưng mà bây giờ thấy kết quả như vậy cô ta lại thấy vui mừng mặc dù trong lòng vui sướng nhưng trên mặt lại như bình thường giả vờ bày ra dáng vẻ người chị gái hiểu chuyện đi đến trước mặt sơn trà muốn kéo tay của cô sơn trà nếu trong lòng em có gì không thoải mái em cứ nói với chị chúng ta là người một nhà có chuyện gì chị chắc chắn sẽ giúp em em xem em đã làm gì vậy mẹ dù gì cũng là bậc bề trên sao em có thể ra tay với người lớn được chứ mỗi một câu của cô ta nghe qua thì như đều đang nói chuyện cho sơn trà nhưng trên thực tế lại đã ấn định tội danh ra tay với triệu xuân hoa lên trên người sơn trà sơn trà hừ lạnh một tiếng trước khi bàn tay của tưởng ngọc trân chạm tới đã dời cánh tay đi chỉ có lỗ tai không vậy tôi đã nói chân của dì ta là do tự làm trẹo chỉ có nghe thấy hay không từ nhỏ đến lớn ở trong nhà này Sơn Trà nghe lời nhất chính là lời của tưởng Ngọc Trân, cô ta đã bao giờ nghe Sơn Trà vặt lại mình như vậy chứ, vương tay ra cũng bị Sơn Trà tránh đi, lập tức vẻ mặt xấu hổ cứng người ngay tại chỗ. Đồ móng heo Sơn Trà này hôm nay đến cùng là bị sao vậy? Sao lại cứ như pháo nổ thế này, còn càng nói càng hăng? Tưởng vệ quốc vừa thấy thái độ của Sơn Trà như vậy, cũng lập tức đen mặt, lạnh giọng trách mắng, Sơn Trà con ăn nói kiểu gì vậy? sự xem thường của sơn trà đã sắp dâng lên tới tận trời rồi trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia khinh thường ba không khỏi cũng hơi quá bất công rồi đấy chị ta nói con thì được con nói chị ta thì không được sao người không biết còn tưởng chị ta mới là con ruột của ba ấy lời này nghe qua thì không có gì trên thực tế lại có điều ám chỉ phải biết rằng mặc dù tưởng vệ quốc đã mất vợ nhưng chồng trước của triệu xuân hoa lại chưa chết lời này của cô nếu như suy nghĩ kỹ hơn còn không phải là nói hai người đã qua lại với nhau trước khi Triệu Xuân Hoa ly hôn sao? Chuyện này nếu như bị người đồn ra ngoài, vậy thì quả là có cả ngàn cái miệng cũng không thanh minh được. Mặt tưởng vệ quốc đen giống như đáy nồi, hét lên, mày điên rồi à. Suốt ngày mở miệng ra nói linh tinh. Nếu không phải mày lười biếng không làm việc, bọn họ sẽ nói mày chắc. Sao mày không tự hỏi chính mày đi? Sơn trà đợi chính là những lời này của ông ta, ánh mắt như suy tư gì đó mà đảo qua một vòng ở trên mặt mọi người, mới hàm ý sâu xa mà nói, ba tự hỏi lại lương tâm của mình xem, có thật là con không làm việc không? Rõ ràng ban đầu những việc trong nhà ngày hôm nay đều là nguyên chủ làm, lại bị tưởng Ngọc Trân cướp công, kết quả là, ngay cả bố ruột của cô ấy cũng nói rằng là do cô ấy không làm việc. Sơn Trà thật sự cảm thấy rất không đáng cho nguyên chủ. Lại nói lúc đầu Triệu Xuân Hoa với tưởng Ngọc Trân còn tưởng Sơn Trà là bị động kinh nói năng lung tung, lời này của Sơn Trà vừa nói ra, hai người đều luống cuốn, tình hình cụ thể thế nào, trong lòng hai người bọn họ cũng biết rõ hơn ai hết, nhưng hồi trước cho dù là có người hỏi, con nhóc Sơn Trà này cũng sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài nửa câu, hôm nay đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Sao lại còn lôi chuyện này ra uy hiếp bọn họ nữa chứ? Tưởng Ngọc Trân cũng không rảnh lo thái độ của Sơn Trà, lập tức vẻ mặt hoảng loạn muốn kéo cô vào nhà, sơn trà, em nhìn xem em nói cái gì vậy, cũng đâu có ai nói em không làm việc chứ. Triệu Xuân Hoa cũng không rảnh lo nghe mọi người mắng sơn trà, lập tức lăn long lóc bò dậy, thập khiển nhảy tới trước cửa lớn, nói với đám người ở bên ngoài. Được rồi được rồi, đừng hóng hớt nữa, mau trở về ăn cơm đi thôi. Sau đó không đợi mọi người phản ứng, đã vội vàng đóng cửa lớn lại. Đám người vây xem còn chưa được xem hết trò hay, lại còn đang đoạn gây cấn kết quả lại suýt thì bị cái sập cửa của bà ta đập vào mặt cho nên ngay lập tức thay đổi đối tượng bàn tán thế này là sao đây có gì không thể để cho mọi người biết à đúng vậy ấy thật chả hiểu kiểu gì nữa nói chuyện chỉ nói một nửa nói gì vậy nói gì vậy tôi vừa mới đi bê mâm cơm thôi còn chưa kịp nghe gì hết sao đã đóng cửa lại rồi ai biết nhà bọn họ làm gì chứ Lôi người tới đây mà còn chưa nói cho rõ ràng đã đóng cửa lại rồi, ván cửa còn suýt nữa thì đạp lên trên mũi tôi nữa kìa, đúng thật là. Mọi người thấy không nghe ngóng được tình hình nữa, ở bên ngoài lẩm bẩm vài câu sau, lúc này mới không tình nguyện mà rời đi. Trong sân, Triệu Xuân Hoa và Tưởng Ngọc Trân đứng chung một chỗ, như hổ trình mồi nhìn sơn trà, hôm nay mày phát điên cái gì vậy? Trước mặt nhiều người như vậy lại nói bậy gì chứ? Tưởng vệ quốc cũng trầm mặt, nhưng dù sao ông ta cũng không có mặt mũi mà nói gì sơn trà tôi nói bậy tôi nói bậy lúc nào cơm không phải tôi làm sân không phải tôi quét sao từ lúc gì bước chân vào cửa nhà họ tưởng mọi việc lớn nhỏ trong nhà có việc nào không phải là tôi làm thậm chí ngay cả giày mà tưởng ngọc trân tặng cho chu bình an cũng là do tôi làm chẳng lẽ mấy người thật sự cho rằng ở trước mắt người ngoài làm bộ làm tịch thì những việc này sẽ thật sự trở thành do chị ta làm sao Sơn trà khoanh tay trước ngực, tuy rằng trên mặt nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Mà đợi đến khi ba chữ chu bình an này từ miệng cô nói ra, máu trên mặt tưởng Ngọc Trân lập tức rút hết sạch. Chuyện chu bình an, em. Sao em lại biết được? Sơn trà không hề che giấu sự ghét bỏ trong mắt, nhìn đóa hoa sen trắng lòng dạ hiểm độc nhất mà mình từng gặp này. Chị đoán xem. Vì sao Sơn Trà lại tức giận như vậy? bởi vì sau khi nàng có ký ức của nguyên chủ, mới biết được tất cả những gì nói trong sách đều là giả. Nguyên chủ chẳng những không lười, mà thậm chí còn rất chăm chỉ, từ sau khi Triệu Xuân Hoa được tưởng vệ quốc cưới vào cửa năm cô ấy 7 tuổi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đổ hết lên trên đầu cô ấy. Nhưng vì sao cô ấy chăm chỉ như vậy mà người trong thôn lại nói cô ấy lười chứ? Là do Triệu Xuân Hoa và Tưởng Ngọc Trân. Triệu Xuân Hoa khắc khe đủ đường đối với nguyên chủ, nhưng lại cố tình không muốn bị mang danh là gì ghẻ ngày thường sai nguyên chủ làm đủ thứ chuyện đợi tới khi có người đến lại làm bộ làm tịch giao cho tưởng ngọc trân truyền ra ngoài thì biến thành bà ta đối xử với nguyên chủ còn tốt hơn cả với con gái ruột việc nhà toàn giao cho con gái ruột làm mà tưởng ngọc trân thì bên ngoài làm ra vẻ không đồng ý với cách làm của mẹ mình trên thực tế lại yên tâm thoải mái mà hưởng thụ công lao của nguyên chủ lúc nguyên chủ bất mãn thì lại đứng ra nói giúp cô ấy hai câu không đau không ngứa, bày ra dáng vẻ như một người chị gái hiểu chuyện. Nguyên chủ thì tính tình nhút nhát, tuổi cũng còn nhỏ, bị cô ta an ủi mấy câu, lập tức tưởng là cô ta thật lòng đối tốt với mình, vì thế càng dốc hết lòng dạ đối với cô chị kế này, muốn nói gì cũng đều nói với cô ta, trong lòng cho rằng chỉ có mỗi mẹ kế là không tốt, lại không hề ngờ rằng, cô chị kế này của mình cũng là một đóa bạch liên hoa hiếm có khó tìm ngàn năm có một, chờ những việc này truyền tới tai của những người trong thôn thì đã biến thành nguyên chủ lười biếng, ở nhà không làm việc, còn không bằng một đầu ngón tay của chị kế. Mà càng khiến cho sơn trà tức giận đó là, là cha ruột của nguyên chủ, tưởng vệ quốc biết rõ Triệu Xuân Hoa ức hiếp nguyên chủ như thế nào, phá hoại thanh danh của nguyên chủ ở bên ngoài ra sao, nhưng lại vì hôn nhân của mình mà lựa chọn im lặng, không hề có ý định muốn ngăn cản. Cứ như vậy mà 10 năm trôi qua, đợi tới khi nguyên chủ tới tuổi có thể lấy chồng, bà mối trần trong thôn tới nhà làm mối cho nguyên chủ, nhưng không biết làm sao lại bị tưởng Ngọc Trân xem trọng, triệu Xuân Hoa lén nguyên chủ cho bà mối không ít của hời, để cho bà ta đến nhà trai truyền đi không ít lời đồng nhảm, nói nguyên chủ ở nhà vừa lười vừa xấu tính, không chịu làm gì cả, lại còn ngày nào cũng chờ người hầu hạ. Còn nói rằng cô ấy vốn không ưa nhà trai, mắng anh ta đã có con rồi mà còn có kẻ đòi ăn thịt thiên nha. Người đàn ông này chính là nam chính ở trong truyện Chu Bình An tuy rằng không biết anh ta nhìn thấy nguyên chủ ở chỗ nào rồi xem trọng cô ấy nhưng vừa nghe bà mối nói như vậy dĩ nhiên là lập tức gạt đi ý định muốn cưới nguyên chủ chuyện sau đó thì càng đơn giản triệu xuân hoa lại nhờ bà mối tìm mọi cách để đề xuất tưởng ngọc trân cuối cùng cũng thành công thuyết phục được mẹ của chu bình an ước hẹn xong được cuộc hôn nhân này tất cả những chuyện này nguyên chủ đều không hề hay biết sau khi tưởng ngọc trân và chu bình an kết hôn vì sợ mọi chuyện bại lộ Triệu Xuân Hoa bèn tùy tiện tìm một người, qua loa mà gã nguyên chủ ra ngoài, người mà bà ta tìm này là một người lười biếng có tiếng ở khắp làng trên xóm dưới, lại còn nát rượu, từ đây mới dẫn tới nửa đời sau bi thảm của nguyên chủ, hoàn toàn không hề giống như trong sách đã nói. Phải trong sách nói như vậy hồi sự. Mà phân đoạn nội dung cốt truyện mà Sơn Trà xuyên qua, chính là sau khi tưởng Ngọc Trân đã phá hoại không cho nguyên chủ và Chu Bình An đính hôn, hai mẹ con bọn họ nói lời ngon ngọt dụ dỗ nguyên chủ, thậm chí ngay cả giày trao đổi đính hôn của hai người cũng là Tưởng Ngọc Trân Bảo Nguyên chủ làm giúp. Quả đúng là khinh người quá đáng. Sơn trà càng nghĩ càng giận đến phát bực, phẫn nộ nhất vẫn là tưởng vệ quốc đều biết hết tất cả, nhưng ngay cả rắm cũng không thả ra lấy một quả. Đây là cha ruột đấy ư? Kẻ thù còn chưa ác độc tới như vậy đâu nhỉ? Khi Sơn trà nhắc đến Chu Bình An, ba người ở phía đối diện đều hoảng sợ, nhưng Sơn trà không định bỏ qua. Nếu như cô đã xuyên đến trên người nguyên thân, sử dụng cơ thể của nguyên thân thì ít nhất cũng phải giúp nguyên thân xả nổi tức giận này. Gia đình này từ lớn đến bé đều không phải người tốt, những quốc tức mà nguyên thân phải chịu, cô muốn đòi lại từng chút một. Thế nào? Chu Bình An có thích đôi giày tôi làm không? Nếu như thích, ngày mai tôi đến nhà anh ta nói chuyện, rồi giúp anh ấy làm hai đôi. Triệu Xuân Hoa nghe vậy liền ngoạc mồm ra mắng chửi, tưởng sơn trà, mày đừng làm trò quỷ nếu mày dám đến nhà chu nói linh tinh tao sẽ đánh gãy chân mày tuy rằng miệng nói vậy nhưng trong lòng bà ta cũng rất sợ hãi nếu như con nhóc này đã biết chuyện của chu bình an thì chắc cô cũng đã biết chuyện bà ta nhờ bà mối trần đến nhà họ chu nói xấu cô nếu chuyện này thực sự đến tai nhà họ chu thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối không nói đến việc rắc rối với nhà họ chu chỉ tính đến việc tin tức này lan truyền trong thôn thì sau này tưởng ngọc trân cũng rất khó sống triệu xuân hoa hiểu vấn đề này tưởng ngọc trân lại càng hiểu rõ hơn trong lòng cô ta cảm thấy sợ hãi cô ta và triệu xuân hoa mặt trắng mặt đỏ dỗ dành sơn trà lâu như vậy sơn trà không nhìn ra ý đồ của bọn họ coi cô ta như chị em thân thiết cô ta nói gì thì nghe theo đấy cũng không biết hôm nay cô đã xảy ra chuyện gì nữa cô ta không thể để sơn trà phá hỏng cuộc hôn nhân của mình với chu bình an bởi cách đây rất lâu cô ta đã có một giấc mơ trong giấc mơ có một người đàn ông tên chu bình an trong giấc mơ người kết hôn với chu bình an là sơn trà không lâu sau đó chu bình an đã lập được nhiều thành tích trong quân đội được thăng chức sau khi lấy đủ chỉ tiêu quân đội anh lập tức đưa sơn trà vào viện quân sự hoàn toàn thoát khỏi nơi thâm sơn cùng cốc này tuy rằng sơn trà gả qua làm mẹ kế cho người ta nhưng chu bình an còn trẻ tuổi lại đầy hứa hẹn dù sơn trà bị gả đi làm mẹ kế nhưng chu bình an còn trẻ và đầy hứa hẹn cầm tiền lương trợ cất miếng cơm manh áo không nói còn yêu thương sơn trà vô cùng hai vợ chồng tài sắc vẹn toàn ba đứa con riêng còn coi sơn trà như mẹ ruột trong giấc mơ chu bình an từng bước thăng hoa địa vị của sơn trà cũng lên như thuyền gặp nước ngày càng tốt hơn khi trở về nhà mẹ đẻ cô mang theo những thứ mà cô ta chưa từng thấy dân làng khen sơn trà là người may mắn được gả vào một gia đình tốt còn cô ta thì gả cho một gia đình bình thường cuộc sống sau khi kết hôn khó khăn túng thiếu phải vay tiền để buôn bán nhưng người đàn ông lại không phải người biết kinh doanh, cuối cùng, tiền mất tật mang, vẫn phải nhờ Sơn trà trợ giúp mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Cô ta càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng tức đến bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Giấc mơ này quá đổi chân thực, cô ta không chịu nổi mà kể với Triệu Xuân Hoa, nhưng ban đầu Triệu Xuân Hoa cũng không để tâm, nói rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mãi đến tận cách đây không lâu, bà mối trong thôn đột nhiên tới cửa. Nói muốn bàn chuyện hôn nhân của Sơn Trà, Triệu Xuân Hoa đột nhiên nhớ tới giấc mộng mà tưởng Ngọc Trân đã nói. Bà ta lo lắng hỏi tên người đàn ông, biết rằng anh ta tên là Chu Bình An, hơn nữa còn là lính tham gia quân ngũ thì hoàn toàn hoảng sợ. Tuy rằng không ai giải thích được giấc mộng này nhưng rõ ràng giấc mộng của tưởng Ngọc Trân là sự thật, nếu như Sơn Trà thật sự được cả đi thì cô sẽ được cả vào một gia đình tốt, cuộc sống sau này sẽ ngày càng tốt hơn, cuối cùng sẽ trà đạp hai mẹ con họ dưới chân triệu xuân hoa và tưởng ngọc trân làm sao có thể chịu đựng được vì vậy cả hai đã hợp tác đưa ra một giải pháp bằng mọi giá họ phải đem cuộc hôn nhân của sơn trà đổi thành tưởng ngọc trân họ cho bà mối trần rất nhiều tiền đồng thời yêu cầu bà ta đến nhà họ chu để nói xấu sơn trà cuối cùng thành công tráo đổi cuộc hôn nhân với tưởng ngọc trân bây giờ hai người vừa mới đính hôn cũng sắp chọn ngày kết hôn vào thời điểm này không thể có chuyện gì xảy ra nếu sơn trà thực sự đến nhà họ chu gây chuyện thì mọi chuyện sẽ kết thúc dù sao thì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con tiểu hồ ly sơn trà chu bình an đã rất coi trọng cô nếu như biết rằng ở nhà cô cũng chăm chỉ có năng lực như vậy thì sẽ biết rằng bọn họ vu oan giá họa cho cô chu bình an nhất định sẽ không chấp nhận kết hôn với cô ta càng nghĩ càng thấy bối rối cô ta nhanh chóng bước tới nắm tay sơn trà giả bộ không biết gì mà khổ sở sơn trà em nói gì vậy đôi giày đó chị để em may cho chu bình an là đúng nhưng đó không phải vì chị không thể may đẹp bằng em sao từ bé em đã thông minh giỏi giang hơn chị làm gì cũng tốt hơn chị là chị ngưỡng mộ tài năng của em nên mới nhờ em làm chuyện đó sơn trà không để cô ấy chạm vào cười nói vậy sao chị cũng thấy em thông minh sao em tưởng rằng chị coi em là một con ngốc được rồi đừng đem bộ mặt đáng thương đó ra giả bộ với tôi chị biết rõ chuyện của Chu Bình An là như thế nào. Nếu không muốn tôi đến nhà họ Chu nói thì hai người hãy tự đến mà giải thích cho rõ ràng. Còn nếu để đợi tôi đi, tôi không dám chắc những điều mà tôi sẽ nói đâu. Mày dám? Tưởng Ngọc Trân nhìn Sơn Trà chằm chằm, lập tức hoảng loạn, đôi mắt dữ tợn nhìn Sơn Trà, lộ nguyên hình. Sơn Trà chế nhạo, không sắm vai chị em tình thâm nữa sao? Tôi có gì mà không dám? ngược lại tôi vốn dĩ chẳng có gì trong tay, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đối với tôi mà nói cũng chẳng phải chuyện xấu gì, đúng không? Thật tình cô cũng không có chút hứng thú với Chu Bình An, dù sao thì cô không phải nguyên thân, cũng không phải tưởng Ngọc Trân, bây giờ cô đã là một thiếu nữ 18 tuổi, cô không hứng thú với việc làm mẹ kế của ba đứa trẻ. Nhưng đối với tưởng Ngọc Trân thì khác. Hai người họ đã tốn bao công sức cắt đứt cuộc hôn nhân này, chắc chắn đã biết được cái gì đó, mắt thấy chuyện sắp thành tưởng ngọc trân nhất định sẽ không từ bỏ vào lúc này tưởng ngọc trân thấy rằng cô ta dường như không có thứ gì để ngăn cản sơn trà bất giác hoảng sợ thấy sơn trà không nói gì cô ta lập tức chạy đến chỗ tưởng vệ quốc khóc lóc cha cha xem sơn trà định làm gì này con và mẹ cũng không chọc tức hay ghét bỏ em ấy tại sao em ấy lại đối xử với con như vậy chứ triệu xuân hoa nhân cơ hội nói nếu ông quản con bé ngày hôm nay đã không đến nỗi này. Ông xem xem bộ dạng của con bé ngày hôm nay kìa, sắp leo lên đầu chúng ta rồi, bắt nạt tôi, bắt nạt Ngọc Trân, bây giờ thậm chí bắt nạt cả Ngọc Xuyên, thường ngày Ngọc Trân đều coi con bé là chị em, nào đâu có gây nên chuyện có lỗi với con bé. Bà ấy nói vậy, tưởng Ngọc Trân cũng khóc lên, tưởng Ngọc Xuyên không biết tại sao cả mẹ và chị mình đều khóc, thằng bé nhìn chầm chầm vào sơn trà một lần nữa, nói với cha mình, cha, đánh cô ta, đánh cô ta càng nói chuyện sắc mặt của tưởng vệ quốc càng đen lại sơn trà không cần nghĩ ngợi cũng biết cán cân trong lòng tưởng vệ quốc đã chuyển sang mẹ kế nếu không bằng ấy năm qua cũng sẽ không biết rõ bọn họ đối xử với nguyên thân ra sao chẳng thèm quan tâm tới tùy ý để chuyện phát sinh đến mức này cho dù có là cha cô thì hành động này cũng đủ để cô vì đại nghĩa diệt thân chưa kể căn bản cô vất vệ quốc cũng không có quan hệ gì đương nhiên cô cũng không coi trọng ông ta hôm nay mày bị làm sao vậy mày muốn làm gì mày cho rằng nhà này quá yên ổn có phải không chị gái mày sắp kết hôn với chu bình an lúc này mày lại làm loạn lên ở đây như vậy muốn tao để mặt mũi ở đâu mặt tưởng vệ quốc đen sầm lại tức giận mắng sơn trà sơn trà một chút cũng không hề sợ ông ta quả nhiên ông ta biết tất cả những điều mà triệu xuân hoa và tưởng ngọc trân làm nhưng so với nguyên thân thì ông ta quan tâm đến mặt mũi của mình hơn ngay cả khi Sơn trà bị bắt nạt, ông ta có thể làm ngơ, giả vờ như không thấy gì. Sơn trà nghĩ đến đây, hừ lạnh một tiếng, tôi không muốn làm gì, nếu muốn tôi không đi nhà họ Chu nói cũng được nhưng tôi có những điều kiện sau, hai người đáp ứng là được. Triệu Xuân Hoa cùng Tưởng Vệ Quốc nghe vậy, sắc mặt đều tối sầm, bọn họ là người lớn trong nhà, từ xưa đến nay, làm gì có chuyện con trẻ đề điều kiện mà người lớn lại còn phải đáp ứng. Triệu Xuân Hoa nổi cơn động kinh nhưng tưởng Ngọc Trân đã nhanh chóng kéo bà ta lại, nháy mắt ra hiệu với bà. Việc cấp bách là làm cho Sơn Trà bình tĩnh lại, không cho cô đi đến nhà họ chu nói bậy. Sau đó Triệu Xuân Hoa mới miễn cưỡng im lặng nhưng ánh mắt như dao sắc, ước gì có thể sẽ thịt Sơn Trà. Vẻ mặt tưởng vệ quốc ảm đạm, nói, điều kiện gì, mày nói xem. Trước tiên, từ nay về sau, hai người sẽ làm hết việc nhà trong nhà này, còn tôi sẽ không làm gì hết nếu bọn họ muốn cái danh chăm chỉ đảm đang thì sơn trà nhường cho họ cô lớn như vậy chưa từng phải hầu hạ bất kỳ ai muốn cô chăm sóc một nhà bọn họ sao nghĩ cũng đừng nghĩ tóm lại cô không muốn làm việc ai muốn làm gì thì làm cô không làm đối với những gì dân làng nói sơn trà hoàn toàn không quan tâm dù sao thì cô cũng không phải nguyên thân sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi nơi này việc này đâu liên quan gì đến cô Triệu Xuân Hoa định nhảy dựng lên khi bà ta nghe thấy điều đó nhưng tưởng Ngọc Trân đã nhanh chóng đồng ý trước khi bà ta lên cơn co giật. Được, không có vấn đề gì. Theo suy nghĩ của cô ta, đây là một vấn đề bình thường, dù sao cô ta và Sơn Trà cũng đều sắp kết hôn, có thể làm việc trong bao lâu nữa. Tưởng Ngọc Trân đồng ý, tưởng vệ quốc ủ rũ không nói gì, còn gì nữa. Ông ta muốn xem xem cô còn có thể yêu cầu gì nữa. Thứ hai, trả lại cho tôi những gì mẹ tôi đã để lại cho tôi sơn trà nhìn tưởng vệ quốc nói một cách bình tĩnh thời bà ngoại của nguyên thân còn sống là con gái của một địa chủ có tiền có thế sau đó trải qua nhiều biến cố cả nhà đều gặp tai ương chỉ có mỗi mẹ của nguyên thân là do còn nhỏ tuổi nên phải chịu ít khổ nhất vì không còn cái mát là con nhà giàu nên phải gả cho một nông dân nghèo rất mùng tơi là tưởng vệ quốc khuôn mặt bà xinh đẹp cũng rất được tưởng vệ quốc thích chỉ tiếc khi còn nhỏ chịu khổ nên thân thể yếu ớt, sau khi gả cho tưởng vệ quốc rồi sinh được nguyên thân thì chưa tới mấy năm đã rời khỏi trần thế. Trước khi chết bà gọi tưởng vệ quốc và tưởng sơn trà mới hơn 4 tuổi tới trước mặt, móc ra một túi đồ mà chính mẹ của mình trước khi chết đã giao lại cho bà, đưa cho con gái bảo bối. Đồng thời cũng dặn dò tưởng vệ quốc mấy câu, nói là những thứ này về sau sẽ là của hồi môn của nguyên thân, dặn ông ta cho dù có như thế nào thì cũng phải để lại cho cô ấy lúc ấy tưởng vệ quốc thật sự thích bà cho nên đã gật đầu đồng ý còn thề thốt nói rằng mình sẽ không động vào những thứ này sẽ nuôi nấng con gái của bọn họ cho thật tốt lúc bấy giờ mẹ của cô ấy mới yên lòng nhắm mắt nhưng sau đó thì sao tưởng vệ quốc chỉ chịu đựng được hai năm thì hết nổi năm nguyên thân bảy tuổi thì đã cưới triệu xuân hoa về nhà hoàn toàn vứt bỏ lời thề của mình trước đầu giường người vợ đã mất ra sau đầu ngay cả đồ mà bà để lại cho nguyên thân Ông ta cũng im lặng không hề nhắc tới. Lúc mẹ của Nguyên Thân mất, cô ấy mới chỉ 4 năm tuổi, cũng là giai đoạn không có ký ức gì. Ngay cả dáng vẻ của chính mẹ ruột mình cũng không nhớ được bao nhiêu, huống chi là di sản để lại cho mình này. Những thứ này không rõ bị Triệu Xuân Hoa biết được lúc nào, từng cái từng cái lấy đi từ chỗ của Tưởng Vệ Quốc, cuối cùng một nửa để lại cho Tưởng Ngọc Xuyên, nửa còn lại biến thành của hồi môn mà bà ta tích góp được cho Tưởng Ngọc Trân lúc tưởng ngọc trân kết hôn sẽ đưa hết cho cô ta những thứ khác thì không nói thứ duy nhất khiến cho sơn trà để ý đó là bên trong có một chiếc vòng ngọc là thứ của tổ tiên của bà ngoại nguyên thân luôn mang theo bên người bị triệu xuân hoa không có mắt nhìn dỗ ngon ngọc lấy từ chỗ tưởng vệ quốc rồi suýt chút nữa bị bán rẻ ra ngoài sau đó tưởng ngọc trân thấy nó nhỏ xinh đáng yêu nên đòi mang theo bên người tận mấy năm cuối cùng mới biết đó là đồ cổ có giá trị xa xỉ trong sách còn viết rất chi tiết kỹ càng về chiếc vòng cổ này mà tới khi sơn trà tới nơi này mới biết những thứ này vốn dĩ nên là đồ của nguyên thân mới phải có điều đó chỉ là lúc trước nguyên thân không biết về chuyện di sản này nhưng sơn trà lại biết rất rõ bây giờ bất kể có như thế nào cô cũng sẽ không để cho nó rơi vào trong tay của triệu xuân hoa và tưởng ngọc trân tưởng vệ quốc vừa nghe lập tức thay đổi sắc mặt ánh mắt nhìn sơn trà cuối cùng cũng có một tia khiếp sợ giống như lần đầu tiên mới biết đến đứa con gái này vậy. Ông ta còn chưa nói gì hết, Triệu Xuân Hoa đã dành trước một bước, bà ta dĩ nhiên là biết Sơn Trà đang nói đến thứ gì, ánh mắt tham lam mà hung ác kêu lên, mày nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ mày đã sớm chết 800 năm rồi, có mà để lại cho mày cái rắm ấy. Bà ta và tưởng vệ quốc kết hôn ngần ấy năm như thế, gần đây mới biết được người đàn bà đoạn mệnh kia của tưởng vệ quốc để lại vài thứ cho Sơn Trà, vậy mà tưởng vệ quốc lại vẫn luôn giấu bà ta không cho bà ta biết. Quả nhiên là một con hồ ly tinh, đã chết nhiều năm như thế, mà vẫn còn làm cho tưởng vệ quốc nhớ mãi không quên. Ngày nào bà ta cũng lại nhảy mãi ở bên tai tưởng vệ quốc, nước miếng cũng sắp khô cạn, mới vất vả khiến cho tưởng vệ quốc chịu nhả ra, bây giờ còn chưa kịp thấy thứ gì hết, sao có thể để cho con hồ ly tinh nhỏ sơn trà này đòi lại được. Theo lý mà nói thì lúc người đàn bà kia chết, sơn trà vẫn còn là một con nhóc con, lần trước tưởng vệ quốc còn nói ông ta chưa nhắc đến mấy chuyện này với Sơn Trà, vậy thì Sơn Trà biết được từ đâu. Triệu Xuân Hoa không nghĩ ra, cũng dứt khoát không nghĩ nữa, mặc kệ nó biết được từ đâu, dù sao lúc ấy Sơn Trà còn nhỏ, người đàn bà kia cũng đã chết nhiều năm như thế, đã chết rồi thì không còn bằng chứng, chỉ cần tưởng vệ quốc không nói, bà ta cũng cắn chết không nhả ra, bà ta không tin Sơn Trà có thể làm gì được mình. Triệu Xuân Hoa nghĩ xong xuôi kế sách, sợ chỗ tưởng vệ quốc nói ra làm lộ tẩy, bèn vội vàng túng lấy ông ta, làm mặt quỷ mà nói, trong nhà nghèo đến miếng ăn còn không có, đồ móng heo nhỏ này còn nói bậy gì chứ, ông tưởng ông mau nói cho nó biết, có phải là trong nhà không có gì đúng không? Tưởng vệ quốc vẫn đang vẻ mặt phức tạp mà nhìn chầm chầm sơn trà, bị triệu xuân hoa túng lấy như vậy, cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, miệng há ra rồi khép lại, cuối cùng trầm giọng nói, đó là của hồi môn mẹ con để lại cho con, đợi đến ngày con kết hôn sẽ đưa cho con triệu xuân hoa nghe xong mà hai mắt đều trợn tròn cũng bất chấp sơn trà có ở đây kêu to lên họ tưởng ông nói cái gì vậy bà ta ngàn tính vạn tính lại không tính đến tưởng vệ quốc lại cứ thế mà thú nhận thấy ông ta còn nhìn chằm chằm vào sơn trà lập tức nổi giận đến mức chửi ầm lên hay lắm tôi biết thừa mà ông vẫn chưa quên được con hồ ly tinh đoản mệnh kia tôi ở trong cái nhà này vất vả nhiều năm như thế không có công lao cũng có khổ lao mà tôi còn sinh cho ông tưởng các người một đứa con trai nữa đấy vậy mà ông lại không hề nghĩ đến mẹ con chúng tôi cái gì cũng cho đồ móng heo sơn trà này hết tôi thấy ông không còn muốn sống nữa rồi mà bà ta tức giận bừng bừng hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói gì ngược lại đã trở thành thừa nhận là có thứ kia thật hơn nữa bà ta còn biết đến sự tồn tại của chúng tưởng vệ quốc bị bà ta la hét mà nhíu chặt chân mày bà nhỏ tiếng một chút để cho người khác nghe thấy thì mất mặt không đó vốn là đồ mẹ con bé để lại cho nó đưa thì đưa bà la hét cái gì vừa mới lúc nãy trong phút chốc ông ta từ sơn trà nhìn thấy được khuôn mặt thời trẻ của mẹ cô ấy khuôn mặt ấy ông ta đã từng rất thích chính vì thế nên mới ma xui quỷ khiến mà thừa nhận sự tồn tại của di sản này bây giờ lời cũng đã nói ra rồi đổi ý cũng không còn kịp nữa triệu xuân hoa vẫn không cam lòng mắt thấy thứ sắp rơi vào trong túi mình lại bị người khác giành mất sao bà ta có thể cam tâm được mặc kệ có là đồ của ai cho ai cứ vào túi bà ta thì sẽ là đồ của bà ta nào có đạo lý là phải lấy ra trả lại chứ mất mặt mất với ai sao lại phải mất mặt nếu không phải tôi nuôi nó bao nhiêu năm nay thì nó đã sớm đi theo bà mẹ chết sớm của nó rồi nói gì mà mẹ nó để lại cho nó chứ có ghi lại sao mắt thấy triệu xuân hoa sắp trở mặt với tưởng vệ quốc sơn trà cười lạnh một tiếng cũng lười tiếp tục trì hoãn thời gian với bọn họ móc ở trong lòng thứ đã sớm chuẩn bị tốt ra lắc lắc ở trước mặt triệu xuân hoa mấy cái nhưng mà để cho gì thất vọng rồi đúng là có đây là chứng từ lúc ấy trước khi mẹ tôi mất đã viết giấy trắng mực đen bên dưới còn có chữ ký do tự tay bà ấy viết nữa tôi biết gì không biết chữ hay là để tôi đọc cho gì nghe thử nhé không thể không nói Tuy rằng mẹ của Nguyên Thân thân thể yếu đuối, nhưng dù sao cũng đã từng đi học nên biết nhìn xa trông rộng, vì bảo vệ con gái của mình, tới tận lúc qua đời mới lôi số di sản ra thì chưa nói, trước khi chết còn thừa dịp lúc tưởng vệ quốc có lòng ấy nấy với mình mà để lại thứ làm chứng, bảo ông ta viết bản chứng từ này ra. Bản chứng từ này có được nhắc đến qua loa trong sách, lúc ấy Sơn Trà cũng không biết mọi chuyện ra sao, buổi sáng hôm nay Sơn Trà xác định sau khi mình xuyên qua đã lập tức nghĩ đến thứ này, cũng lôi nó ra ánh sáng bên trên giấy trắng mực đen viết để lại những đồ gì tuy rằng sơn trà không có cách nào đòi lại được hết nhưng có bao nhiêu thứ thì vẫn có thể nhận ra được đến đây thì sắc mặt của tưởng vệ quốc đã hoàn toàn thay đổi năm đó đúng là ông ta đã từng viết thứ này còn giữ lại bên người khá lâu sau đó thấy sơn trà hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này ông ta bèn giấu chứng từ đi nơi khác nhiều năm qua đi ngay cả ông ta cũng đã gần như quên mất sao mà sơn trà lại tìm được Tuy rằng ông ta đã định trả lại đồ cho Sơn Trà, nhưng mà bị một đứa trẻ chặn họng vẫn khiến cho ông ta lập tức đen mặt. Đó là đồ mẹ con để lại cho con, chẳng lẽ ba lại không đưa cho con sao? Con lấy cái này ra là có ý gì? Ngoại trừ Triệu Xuân Hoa và Tưởng Vệ Quốc, Tưởng Ngọc Trân và Tưởng Ngọc Trân đều vẻ mặt mờ mịt đối với chuyện này, nhìn dáng vẻ này xem ra Triệu Xuân Hoa còn chưa nói với bọn họ chuyện này, Sơn Trà liếc qua mặt Tưởng Ngọc Trân, giọng nói thanh thúy, ai mà biết được không ai lo nghĩ cho con thì dù sao con cũng phải lo nghĩ cho mình chứ. Cô không thèm tin tưởng vệ quốc chịu cắn trước lương tâm, nói gì thì nói đằng nào chả là vì chuyện kết hôn của tưởng Ngọc Trân và Chu Bình An. Tưởng vệ quốc bị cô nói mất một câu, sắc mặt rất khó coi, càng cảm thấy Sơn Trà giống như trong một đêm thay đổi thành một người khác. Sơn Trà cũng không khách sáo với ông ta, tiếp tục nói, nếu là mẹ tôi để lại cho tôi, vậy thì cũng khỏi chờ tôi kết hôn, tôi muốn luôn bây giờ nếu như mấy người không trả, vậy thì tôi sẽ đến nhà họ Chu tìm Chu Bình An nói chuyện, để cho anh ta phân xử. Cô như vậy quả thật chính là uy hiếp trần trụi, mặt tưởng vệ quốc giật giật, tưởng sơn trà. Mày nói chuyện với ba mày như thế đấy à? Mày! Tưởng Ngọc Trân hồi lâu chưa lên tiếng, vừa nghe Sơn Trà nhắc tới Chu Bình An, cuối cùng cũng hồi thần, nhìn tưởng vệ quốc sắp sửa nổi giận thật, bèn vội vàng kéo ông ta lại, nhẹ giọng khuyên nhủ ba, ba đừng tức giận với em ấy mặc kệ là thứ gì ba cứ đưa cho em ấy đi sau này con kết hôn với anh chu rồi có thứ gì tốt cũng sẽ lấy tới hiếu kính ba sơn trà em ấy chưa hiểu chuyện ba cũng đừng so đo với em ấy làm gì lúc này cô ta giả mù sa mưa nói chuyện cho sơn trà dĩ nhiên không phải thật sự muốn tốt cho sơn trà mà là cô ta sợ nếu như tưởng vệ quốc không đồng ý sơn trà thấy khó chịu rồi đi tìm chu bình an thật vậy thì chuyện kết hôn của hai người bọn họ sẽ thất bại mất tuy rằng tưởng ngọc trân cũng rất tò mò với thứ mà bọn họ nói cũng hiểu rõ ý của mẹ cô ta là muốn lấy thứ ấy về cho mình nhưng rõ ràng trước mắt khó mà lừa gạt nổi giữa mấy món đồ này và chu bình an dĩ nhiên là vế sau có sức hấp dẫn với cô ta hơn rồi mặc kệ như thế nào trước mắt cứ ăn chắc chuyện của cô ta với chu bình an đi đã rồi nói tiếp một con gái của nhà địa chủ bị phá sản như mẹ sơn trà thì có thể có thứ gì tốt được chứ tưởng ngọc trân khuyên tưởng vệ quốc xong lại đi khuyên Triệu Xuân Hoa, Triệu Xuân Hoa không ngờ trong tay Sơn Trà vậy mà lại có chứng cứ thật, cho dù hoàn toàn không tình nguyện, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tưởng vệ quất tức giận đến mức hỗn hển thở dốc, thô giọng nói, đợi đến ngày chị mày kết hôn với Chu Bình An, tao sẽ đưa đồ cho mày. Sơn Trà lại phản đối, không được, đêm dài lắm mộng, tôi chỉ cho mấy người thời gian nhiều nhất là hai ngày, buổi tối ngày mai, tôi phải được nhìn thấy đồ của tôi, mấy người tự xem mà làm đi nói xong cũng không đợi ba người còn lại phản ứng cất chứng từ vào trong người xong phủi phủi quần áo rồi đi bộ ra cửa bỏ lại triệu xuân hoa và tưởng vệ quốc ở trong sân tức giận đến mức dậm chân tưởng ngọc trân khuyên hết người này đến người kia mà chính mình cũng bị sơn trà làm cho tức giận đến hộc máu trong lòng cô ta âm thầm nảy sinh suy nghĩ ác độc đợi cô ta gả cho chu bình an trải qua ngày lành cô ta ngược lại muốn nhìn xem đồ móng heo sơn trà này còn có gì so được với cô ta chờ chu bình an thăng chức thật nhanh cô ta muốn gì mà chẳng được đôi giày rách kia sẽ để lại cho bảo bối sơn trà đi thôi cô ta cũng không tin bà mẹ đã chết 800 năm kia của sơn trà có thể để lại cho cô ấy thứ tốt gì tưởng ngọc trân tự an ủi mình nghĩ đến những ngày tháng sung túc sẽ đến sau khi kết hôn với chu bình an khóe miệng cuối cùng cũng không nhịn được mà dương lên cũng không biết tưởng ngọc trân giải quyết như nào dù sao thì triệu xuân hoa và tưởng vệ quốc thật sự đã nghe lời cô buổi tối ngày hôm sau liền gọi Sơn Trà cùng vào phòng, trả đồ lại cho cô. Sơn Trà vừa bước vào phòng thì nhìn thấy một chiếc hộp cũ trên bàn, mở ra xem thì có một vài đồ vật nằm vương vãi trong đó, tất cả đều trong bụi bặm và vô giá trị. Cô thản nhiên xem lại hai lần, Triệu Xuân Hoa ở bên cạnh trừng lớn mắt, mày xem lại cho kỹ, toàn bộ đồ đều đã được trả lại, sau này mà còn đến gây chuyện, đừng trách tao không khách sáo. Sơn Trà liếc mắt nhìn cổ chân bà ta sưng vù như giò heo, trận mắt kinh thường, không để lời bà ta nói trong lòng. Sau đó cô đóng hộp lại, quay đầu bước ra ngoài. Triệu Xuân Hoa hét lên, mày đi đâu? Đến nhà họ Chu tìm Chu Bình An nói chuyện. Triệu Xuân Hoa, bà ta hùng hùng hổ hổ vừa mắng vừa nhảy ra then cửa, túm chặt lấy Sơn Trà, hét lên, tao đã trả lại tất cả cho mày rồi, mày còn muốn gì nữa? Ánh mắt tưởng ngọc trân lóe lên nhìn theo Sơn Trà, đúng vậy, Sơn Trà em đừng ép người quá đáng. Sơn Trà quay lại và nhìn cả ba người họ một lượt, cuối cùng vào mặt tưởng vệ quốc, tôi bắt nạt các người. Trong di chúc giấy trắng mực đen viết có 13 món đồ, trong hộp này ông chỉ có 6 món. Rút cục là ai đang bắt nạt ai? Triệu Xuân Hoa lý lẽ nói, mày không biết hoàn cảnh gia đình mình sao? Ba mày nuôi mày bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không tiêu tiền sao? Gia đình những ngày gặp khó khăn, ba mày bán đi vài món đồ thì sao? tao còn tưởng rằng để lại được vài món đồ có giá trị, hóa ra toàn đống sắt vụn, bán đi cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đã vậy còn mệt bà ta để ý từ lâu, hôm nay lật ra xem mới thấy những món đồ có giá trị đều không còn. Trong đó có một viên đá đẹp, tưởng Ngọc Trân nói rằng cô ta thích nó, Triệu Xuân Hoa liền lấy ra lặng lẽ đưa nó cho cô ta cất đi. Bà ta cho rằng dù sao cô cũng chưa từng nhìn thấy mấy món đồ này, nếu có hỏi thì nói rằng đó là do tưởng vệ quốc bán đi, cô cũng không thể quá tính toán với cha mình. Triệu Xuân Hoa tính như vậy nhưng bà không biết rằng Sơn Trà sớm đã biết trong hộp có những đồ vật gì. Nó không đáng tiền mà bà còn ăn trộm. Có vẻ như bà không quan tâm đến cuộc hôn nhân của tưởng Ngọc Trân, nên tốt hơn hết là tôi nên đi nói chuyện với nhà họ Chu. Sơn Trà vừa nói vừa hất cánh tay của bà ra, đi ra ngoài, Triệu Xuân Hoa thì què một chân nên không bắt được cô, thấy cô định đi ra ngoài, tưởng Ngọc Trân chạy nhanh đến, vội vàng đưa hòn đá ra móc từ trong túi ra một cái vòng tay rồi ném toàn bộ vào trong trương nói của mày đây tất cả đều ở chỗ này còn lại chúng tao thực sự không lấy những món đồ khác cha cha nói cho cô ta biết đi ạ à. sắc mặt tưởng vệ quốc tối sầm không nói gì nhìn thẳng vào sơn trà mắng tao bán những thứ kia rồi thứ còn lại thì đều ở đây tưởng sơn trà sao bây giờ mày lại trở nên như này con bé là chị gái của mày cho nó một món đồ thì đã làm sao Sơn trà liếc nhìn mặt dây chuyền bằng ngọc bích nhưng không tìm thấy manh mối gì, cô đóng nắp lại, cầm chiếc hộp lên, liếc nhìn tưởng vệ quốc và nói, tại sao cơ chứ? Cha nghĩ rằng cô ta thực sự là em gái của con chỉ bằng cách đổi họ thành tưởng sao? Mày, tưởng vệ quốc bị cô nói bật lại, Sơn Trà không thèm quan tâm đến phản ứng của ông, ôm hòm đồ vật về căn phòng phía đông của mình. Vừa bước vào cửa, Sơn Trà dùng gậy giữ cửa, sau đó lấy mặt dây chuyền bằng ngọc trong hộp ra xem kỹ, sau khi xác định không có vấn đề gì liền đeo nó lên cổ mình. Đồ vật này đối nguyên thân mà nói là thứ rất quan trọng, tuy rằng cô không biết mình có thể đeo lại hay không, nguyên thân có thể trở về hay không, tóm lại, mặt trang sức này đeo trên người cô cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Thực ra ngoại trừ mặt dây chuyền bằng ngọc bích này, những thứ khác đều như Triệu Xuân Hoa đã nói, đều không có gì giá trị, trông giống như trang sức mạ bạc, cũ kỹ và bụi bặm, sơn trà định khi nào có thời gian sẽ lao lại xem xem thế nào. Mặc dù cô đang nắm giữ điểm yếu của Tưởng Ngọc Trân nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, đây không phải kế hoạch lâu dài. Khi Tưởng Ngọc Trân và Chu Bình An kết hôn, điểm yếu của cô ta sẽ không còn nữa, vì vậy cô phải tìm ra các kế hoạch khác cho mình sớm nhất có thể. Trong thời gian ngắn cùng này hai mẹ con họ đấu trí, cô còn có thể coi đó là việc vui. Nhưng nếu cứ như thế trong một thời gian dài thì cô hoàn toàn không muốn. Sơn trà suy nghĩ về điều đó cả buổi tối, cuối cùng đến mấy giờ sáng mới ngủ thiếp đi. Có điều kiện giữa cô và tưởng vệ quốc, buổi sáng triệu xuân hoa cũng không dám gọi cô dậy nhưng sau giờ làm việc, bà ta vẫn không thể giữ mồm giữ miệng, bà để cửa sân mở, vừa làm việc vừa phàn nàn với hàng xóm. "Hãy nhìn Sơn trà nhà chúng tôi đi, tờ giờ này vẫn chưa thức dậy, càng ngày càng lười biếng, còn không nói hay mắng được." hãy nhìn chân của tôi này. Ngọc Trân còn đang nấu ăn trong bếp. Rốt cuộc thì cũng không phải do tôi sinh ra, sợ rằng người trong nhà sẽ không vui, nếu Ngọc Trân mà như này, tôi đã sớm mắng cho rồi. Khi Sơn Trà đi ra, bà ta đang nói chuyện sôi nổi, vừa nhìn thấy cô, bà ta liền nhanh chóng ngậm miệng lại nhưng Sơn Trà cũng không thèm nhìn bà ta, coi bà ta như không khí bỏ đằng sau lưng rồi đi vào bếp. Sơn Trà không làm việc nữa, công việc nấu ăn đều vào tay tưởng Ngọc Trân làm, sơn trà đã nấu ăn cho gia đình bao nhiêu năm còn tưởng ngọc trân thậm chí còn không thể đốt lửa khiến nhà bếp bốc khói khuôn mặt của cô ta dính đầy tro sơn trà thấy mặt mũi cô ta như chuột lột thì thấy rất buồn cười cô ta rửa mặt làm cho khăn mặt cứng và đen sẫm màu khiến sơn trà không thể cầm lên tay được cô chán kết kéo khăn tắm trên giá bát ném sang chậu rửa mặt một bên thì bị triệu xuân hoa nhìn thấy đồ khốn nạn mày ném khăn lông xuống mặt đất làm gì sơn trà thản nhiên nói Quá bẩn, tôi muốn đổi cái mới." Triệu Xuân Hoa vừa mở miệng định mắng, Sơn Trà đưa tay lên nhìn ngón tay trắng nõn của cô, nói, "Nghe nói Chu Bình An và chị Ngọc Trân lúc đính hôn đã trao rất nhiều tín vật, dì nói thử xem, nếu hôn lễ không thành thì đồ vật có phải gửi trả lại không nhỉ?" Triệu Xuân Hoa hiểu ý cô, người như con gà bị bóp cổ không nói được lời nào. Tưởng Ngọc Trân sợ mẹ lại chọc giận Sơn Trà, nhanh chóng đẩy bà đi, nói, "Mẹ, mẹ đừng nói nữa." đi lấy khăn tắm mới cho con bé đi ạ à. còn bồn rửa mặt và bàn chải đánh răng tôi đều muốn những cái mới sơn trà biết rằng chu bình an và tưởng ngọc trân đã định ngày cưới triệu xuân hoa đã mua của hồi môn cho tưởng ngọc trân trong hai ngày qua vì vậy tất cả những thứ cô muốn đều đã có sẵn ở nhà đơn giản là cô muốn đổi ngay lập tức để không phải nhìn vào những đồ vật đó nữa dù triệu xuân hoa rất tức giận nhưng bà ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng của hồi môn mà bà đã chuẩn bị cho tưởng ngọc trân đưa cho sơn trà dùng sau khi đổi khăn lông sạch sẽ lúc này sơn trà mới thoải mái dễ chịu rửa mặt sau đó mang đồ trở lại căn phòng phía đông rồi dùng ổ khóa khóa lại triệu xuân hoa cắn răng tức giận vật này mới đưa cho sơn trà nhưng đã bị khóa lại nên bọn họ không dùng được nữa bà ta tức giận tưởng ngọc trân còn tức tối hơn những của hồi môn này vốn là để mang đến nhà họ chu khi cô ta kết hôn nhưng bây giờ lại bị sơn trà dùng cô ta có thể không bực tức sao nhưng tức giận thì có thể làm được gì ai bảo sơn trà đã giữ điểm yếu của cô ta đợi cho cô ta và chu bình an kết hôn xong xem xem cô ta trả thù lại hai mẹ con nấu cơm xong còn chưa kịp gọi tưởng vệ quốc ăn sơn trà đã nhấc nắp nồi lên rồi múc cho mình một bát đầy xuống tận đáy nồi một nồi cháo vốn dĩ không có nhiều gạo Bị Sơn trà dùng muỗng múc hơn phân nữa, chỉ thừa lại chút canh ở trong nồi. Sơn trà ăn xong một chén cháo với dưa chua, đặt bát lên bếp, chán ghét bình luận, "Chị Ngọc Trân, có vẻ tay nghề của chị không tốt lắm." Tưởng Ngọc Trân, khuôn mặt cô ta gần như biến dạng, cuối cùng cô ta vẫn chống cự lại nói, "Thật sao? Chị nghĩ rằng không sao cả, có lẽ không tốt bằng tay nghề của em rồi." Sơn trà gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, còn kém rất xa nữa là khác." tưởng Ngọc Trân. Hai mẹ con họ tức giận đến mức muốn thắt cổ, Sơn Trà tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài, cô đi vòng quanh làng hai lần, sau đó vào sân của một ngôi nhà đơn ở cuối làng, gõ cửa. Ai vậy? Một giọng nói già nua bên trong hỏi. Là cháu, Sơn Trà. Cửa sân nhanh chóng được mở ra, một bà lão chừng 70 tuổi thò đầu ra, nhìn thấy Sơn Trà, mừng rỡ nói, sao cháu lại ở đây? Vào đi, cháu ăn cơm chưa? Sơn trà gật đầu, cháu ăn no rồi, bà Lưu. Bà nội Lưu không tin, cháu lúc này thường chẳng bao giờ tới. Mẹ kế lại bắt nạt cháu sao? Nhà bà vẫn còn hai cái bánh, cháu đi ăn đi. Sơn Trà giải thích nhiều lần điều đó để bà Lưu tin rằng cô đã thực sự ăn no rồi, bà nắm tay cô triều mến bước vào nhà. Bà nội Lưu là một bà lão quá bộ, cô đơn, tuy không có quan hệ huyết thống với nguyên thân nhưng bà là người duy nhất ở thanh thủy loan này biết tính khí của nguyên thân người dân trong làng nói rằng triệu xuân hoa là một người mẹ kế tốt tưởng ngọc trân là một cô gái siêng năng nhưng chỉ có bà lưu biết tất cả những điều này đều do triệu xuân hoa và con gái của bà ta đóng giả tiếc rằng một bà lão neo đơn thì không thể nói hết cho cả thôn lại sợ chính mình làm bại lộ bộ mặt thật của triệu xuân hoa cuộc sống của sơn trà sẽ càng khó khăn hơn vì vậy bà mắt nhắm mắt mở làm ngơ chỉ khi sơn trà bị bắt nạt bà lại bí mật giúp cô một tay bà biết rằng vào lúc này sơn trà thường ngày phải làm việc ở nhà không có thời gian đến thăm bà nên khi nhìn thấy sơn trà hôm nay bà cảm thấy cô lại bị triệu xuân hoa bắt nạt sơn trà cùng bà lưu vào nhà vừa nói chuyện với bà vừa xem xét ngôi nhà một chút ngôi nhà tuy hơi cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ chỉnh tề ngoài bộ bàn ghế đơn giản ở ngoài đồ vật duy nhất chính là chiếc máy may kiểu cũ để trong góc chiếc máy may kiểu cũ được bọc chặt bằng một mảnh vải hoa lớn tuy đã vài năm tuổi nhưng có thể thấy bà lưu rất quý trọng nó từ nhỏ sơn trà đã học thiết kế sử dụng qua nhiều loại máy may hiện đại nhưng cô chỉ thấy loại máy may thô sơ này trong sách vở không biết công dụng của nó có gì khác biệt cuối cùng thì lý do hôm nay cô đến đây với bà lưu chính là để mượn chiếc máy may này của bà với một mục đích rất quan trọng sơn trà suy nghĩ nửa buổi tối chuẩn bị thật kỹ càng tỉ mỉ con đường tiếp theo mà mình định sẽ đi. Kể cả sau này Chu Bình An có thăng chức cực nhanh đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng ham hố tới mức đi làm mẹ kế cho người ta, chuyện tốt này, nếu tưởng Ngọc Trân muốn thì cứ nhường lại cho cô ta là được. Dựa dẫm vào người khác chẳng thà tự dựa vào bản thân, ai có tiền cũng không chắc chắn được bằng tự chính cô có tiền. Thế nên thay vì khiến cho hai mẹ con tưởng Ngọc Trân nếm mùi đau khổ, trước mắt chuyện quan trọng hơn đối với cô đó chính là kiếm tiền là một thế hệ giàu có đời thứ hai từ lúc sinh ra sơn trà đã chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc nhà ở cũng chính là biệt thự đi học thì được học nhiều nhất là nghệ thuật tiêu tiền và thiết kế sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ thì tự nghĩ nghệ danh rồi bắt đầu con đường làm nhà thiết kế ăn mặc ở đi lại đều được sắp xếp rất thỏa đáng chưa từng để cho cô phải vì tiền bạc mà nhăn mày lấy một lần Kết quả không ngờ lại sẽ có một ngày xuyên sách, nghèo đến nỗi trong túi không có nổi một xu. Sơn Trà chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu sự đời khó lường. Đầu những năm 80, nền kinh tế còn chưa bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội tiềm ẩn, thời đại này giống như nơi đầu gió, chỉ cần tìm được đúng cách thì kể cả có là heo cũng có thể bay lên được, đối với một cô chiêu nhà giàu tốt nghiệp thạc sĩ như Sơn Trà mà nói thì càng không có gì khó khăn. Có điều làm gì thì cũng cần phải có tiền vốn. Nguyên thân sống ở dưới mí mắt Triệu Xuân Hoa nhiều năm như vậy, ngay cả một quả trứng gà còn bị bà ta khóa ở trong ngăn tủ không cho nhìn thấy, vậy nên dĩ nhiên trong tay sẽ không thể tích góp được gì rồi, cho nên việc cấp bách của Sơn Trà, đó là phải nghĩ cách để kiếm được một ít tiền làm bước khởi đầu. Tuy rằng thời buổi này dễ dàng gây dựng được sự nghiệp, nhưng những việc nằm trong khả năng lại nhiều như vậy, muốn tìm ra thứ phù hợp với Sơn Trà nhất, cũng không phải là đơn giản. Điều quan trọng là cần tiền vốn thì không nói, chưa kể nơi xa xôi hẻo lánh ít có cơ hội, kiếm tiền sống cũng toàn phải vào trong thị trấn, kể cả cô có muốn vào thị trấn thì trước tiên cũng phải móc ra được 8 đồng tiền vé xe đã. Mà nếu như tự dựa vào chính mình, thứ duy nhất mà Sơn Trà có thể làm được nhanh chóng mà lại hữu dụng trước mắt cũng chỉ có thể làm quần áo. Nghe Sơn Trà nói muốn dùng máy khâu, bà Lưu cũng không hỏi nhiều lấy một câu, đã cho cô mượn máy khâu. Hơn nữa còn cẩn thận dạy cô nên dùng như thế nào. Máy khâu này là lúc con trai út của bà còn sống đã nhờ người mang từ trong thị trấn về cho bà, bà nâng niu nó chẳng khác nào bảo bối, lần này cũng may là Sơn Trà mượn, chứ nếu đổi lại là người khác, chắc chắn bà cũng sẽ không cho nhìn lấy một cái. Tuy rằng Sơn Trà chưa từng động vào loại máy khâu kiểu cũ này bao giờ, nhưng học theo lại rất nhanh, dù sao những thứ này đều có cơ chế hoạt động na ná nhau, từ cái nọ suy ra cách dùng của cái kia cũng không khó lắm cô ghi nhớ thật kỹ những điều bà lưu dạy cho mình không mất quá nhiều thời gian đã hoàn toàn học được cách dùng nó vô cùng thuần thục đợi khi học xong rồi bà lưu mới có thời gian hỏi cô trà à cháu học cái này làm gì vậy có phải mẹ kế của cháu lại gây chuyện gì với cháu nữa rồi đúng không sơn trà lắc đầu bây giờ cô không gây chuyện với triệu xuân hoa đã là tốt lắm rồi triệu xuân hoa còn muốn gây chuyện gì với cô nữa có điều đang là ở trước mặt bà lưu Cô vẫn giữ dáng vẻ của nguyên thân, nhỏ giọng nói: "Bà ơi, cháu muốn tìm chút việc để làm, để kiếm một ít tiền thôi ạ." À. Tuy rằng cô không hề có ý muốn tố cáo, nhưng bà Lưu nghe xong, sao còn không hiểu nữa chứ? Ở trong mắt của bà, Sơn Trà chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, từ sau khi Triệu Xuân Hoa gả vào nhà họ tưởng, cô ấy chưa từng được yên ổn một ngày nào, Triệu Xuân Hoa luôn muốn có được thanh danh tốt, nên có mặt người ngoài thì cũng không dám quá mức khắc khe với cô ấy nhưng mà trên thực tế cuộc sống của sơn trà như thế nào bà ấy lại biết rất rõ ở nhà có thể được ăn một bữa no cũng phải để xem tâm trạng của triệu xuân hoa có tốt hay không càng đừng nói đến chuyện cho cô ấy lấy một đồng nhưng con gái đang tuổi lớn sao có thể ngay cả một xu cũng không có được cho dù không tiêu vào những chuyện khác thì ít nhất khi con gái tới kỳ kinh thì cũng phải tốn ít tiền để còn mua vải bông về dùng nữa chứ sơn trà vừa nói như thế Bà Lưu lập tức cảm thấy nhất định là sơn trà mới bị Triệu Xuân Hoa ức hiếp. Bà thở dài, dùng bàn tay thô ráp kéo sơn trà lại vỗ vỗ, nói: "Cháu cũng phải sống thật không dễ dàng, nếu đã có suy nghĩ muốn kiếm tiền, vậy bà giúp cháu. Sau này cháu muốn dùng máy khâu của bà thì cứ việc tới, người khác bà không cho mượn, nhưng cháu dùng thì chắc chắn là không thành vấn đề." Nói rồi xoay người vào nhà lấy ở trong ngăn tủ ra một túi vải thô, từ bên trong móc ra mấy tờ tiền nhỏ cho cháu đấy cầm đi có cần thứ gì thì đi mua tuy rằng sơn trà từ trong ký ức của nguyên thân đã biết bà lưu là người như thế nào nhưng đây cũng mới là lần đầu tiên cô tiếp xúc với bà ấy cô không ngờ hai người không thân cũng chẳng quen vậy mà bà lưu lại đối xử tốt với cô như thế trong lòng vốn đang không hề gợn sóng cũng lập tức có chút cảm động có điều cảm động thì cảm động nhưng mà chỗ tiền này cô chắc chắn sẽ không nhận số của bà lưu không được tốt sinh được ba người con trai cả ba đều gia nhập quân đội hai người chết vì chiến tranh khó khăn lắm người con trai út còn sống sót còn được nhậm chức trong quân đội tiền đồ sáng lạng cuối cùng lại mất mạng trong một lần hăng hái ra tay vì việc nghĩa hồi còn trẻ bà không có chồng sau khi về già lại lần lượt mất con trai bệnh nặng một trận suýt thì không qua khỏi sau đó bà được cứu về lãnh đạo bên trên nói tìm chỗ ở cho bà lần nữa cũng nhân tiện tìm người giúp chăm sóc bà nhưng bà cũng từ chối bà không muốn thêm phiền phức cho đảng và nhà nước cho nên đã tự mình mang theo tro cốt của con trai út trở về nhà bà không có con cái lẽ loi một mình sống ở nơi này cũng đã nhiều năm tuy rằng nhà nước có viện trợ phần nào nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm thời gian đầu mọi người đều biết trong tay bà có tiền trợ cấp vì thế năm mà bà vừa trở về thôn bà gặp chuyện gì là người của nửa thôn đều chạy tới giúp nhưng sau đó thấy không vớt được lợi lộc gì từ trên người bà dần dần cũng chẳng có ai tới nữa chỉ có nguyên thân là thường hay chạy tới chỗ này của bà lúc rảnh rỗi đây có lẽ cũng chính là lý do mà hai con người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào lại giống như hai bà cháu ruột thịt vậy bà ấy đã lớn tuổi vốn không có nguồn thu nhập gì trong tay cũng chỉ còn chút tiền trợ cấp ít ỏi này để sống qua ngày mà thôi sơn trà dù có thiếu tiền cũng chắc chắn không thể nào lấy của bà ấy huống hồ cô đã nghĩ kỹ rồi nghĩ làm sao để tay không mà lấy từ trong tay triệu xuân hoa ra một khoản tiền cô đẩy tay của bà lưu về nói bà à tiền này cháu không lấy đâu chỉ cần sau này bà có thể cho cháu tới dùng máy khâu mỗi ngày là được rồi bà lưu thấy cô nhất quyết không lấy đành phải thu tiền về lại hỏi cháu định mua vải dệt làm quần áo đấy à vật liệu của quần áo này cũng không rẻ đâu cháu lấy đâu ra tiền được chứ không phải làm quần áo à bây giờ trong tay cô không có tiền, kể cả có lấy được tiền từ trong tay Triệu Xuân Hoa đi nữa, thì cũng không đủ để cho cô mua được vật liệu của vài bộ quần áo, hơn nữa thời gian làm một bộ quần áo khá lâu, lại ở trong thôn, bán đắt không ai mua, bán rẻ thì không có lời, vậy nên ngay từ đầu cô đã gạt đi cách mua vật liệu may quần áo này. Không may quần áo. Vậy cháu định may gì? Bà Lưu càng tò mò. Hai tay Sơn trà vẽ một vòng ở trước ngực, cười tủm tỉm, may áo lót. Đầu những năm 80, áo lót vẫn còn chưa hoàn toàn thịnh hành ở nông thôn, trong thôn cả người lớn lẫn trẻ con đều không mặc, ai cũng đều như vậy, cũng không ai cảm thấy có gì không ổn. Mà tuy rằng người trẻ biết lộ ra thì cũng không hay, nhưng cũng không có khái niệm gì là mặc áo lót, mà chỉ tùy tiện tìm mấy miếng vải trùng lên, che ngực lại sao cho từ bên ngoài không nhìn thấy hết bên trong là được. Lúc sơn trà mới tới, điều khó chấp nhận nhất đó chính là nguyên thân không có bộ gì là giống quần áo áo ngoài thì thôi nhưng mặt bên trong lại chỉ là một miếng vải tùy tiện quấn hai vòng coi như làm áo ngực khiến cho bầu ngực vốn tròn trị xinh đẹp bị bọc thành vùng đất bằng phẳng chưa nói còn ép vào khiến cho sơn trà rất khó chịu hai ngày mà sơn trà xuyên tới cũng đều khó chịu cả người không thoải mái bởi vậy nên lúc suy nghĩ sẽ định làm gì mới có thể nghĩ tới thứ đầu tiên đó là làm áo ngực áo ngực không cần quá nhiều vải chỉ cần là vải bông có thể mặc lên người là được thời gian cần cũng không lâu nhanh hơn nhiều so với may quần áo lúc mới đầu bà lưu còn chưa hiểu áo ngực mà sơn trà nói là cái gì đợi sau khi cẩn thận suy nghĩ bà lại có chút khó hiểu thứ này có dễ làm không làm ra rồi sẽ có người mua sao sơn trà đã dự định từ trước mà nói bà cứ yên tâm chắc chắn sẽ có người mua là một người của hậu thế sơn trà biết rõ hơn bất kỳ ai sức mua của phái nữ có thể mạnh tới mức nào càng đừng nói là loại nhu yếu phẩm như thế này cô không hề lo lắng về doanh số của áo ngực bà lưu thấy cô nói chắc như đinh đóng cột nhưng vẫn có chút không yên tâm có điều nếu như sơn trà đã tự có quyết định của mình thì bà cũng không còn lời nào để nói cháu đã nghĩ kỹ rồi thì được mấy khâu cháu cứ việc dùng nếu cần gì thì cứ nói với bà bà biết triệu xuân hoa và tưởng ngọc trân là loại người gì cũng biết tưởng vệ quốc ở nhà không hề muốn giúp đỡ một tay nếu như Sơn Trà có chuyện gì, thì chắc chắn cũng chưa nói với ai. Tuy rằng bà không hiểu những gì mà Sơn Trà nói, nhưng ít nhất có thể trò chuyện với Sơn Trà, ít nhất vẫn hơn là để cho một cô bé như cô phải tự chịu đựng một mình. Sơn Trà dùng sức cực đầu, bị lời nói của bà Lưu làm cho có chút cảm động. Những ngày sau đó, ngày nào Sơn Trà cũng đều ngủ đến ngày phơi ba xào mới rời giường, ngủ đẩy vào rồi thì lại ăn cơm, còn kén cá trọn canh tìm lỗi của tưởng Ngọc Trân tưởng ngọc trân phải làm cơm mấy ngày liên tiếp chân tay vụng về còn dùng tay xách cái nồi nóng rồi bị bỏng hai vết to vốn đang có một bụng bất mãn còn phải chịu đựng sơn trà dễu cợt lửa giận trong lòng không có chỗ trút hai ngày nay cũng chẳng hòa nhã gì đối với triệu xuân hoa và tưởng ngọc xuyên triệu xuân hoa thì càng khó chịu hơn từ sau khi sơn trà thay đổi không còn giống như xưa bắt đầu thông minh hơn mỗi lần bà ta cãi nhau với cô cũng chưa thắng được lần nào cũng không biết cô học được cái dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén ấy từ đâu nhiều lần đã chọc bà ta tức giận đến nỗi đau cả lồng ngực thậm chí còn không có gì có thể uy hiếp được cô lúc trước mỗi lần nói bậy về cô với bên ngoài móng heo nhỏ kia lúc nào cũng sẽ có vẻ mặt ấm ức giờ thì hay rồi chẳng những không ấm ức mà còn làm ra vẻ tự hào nữa bà ta càng nói sơn trà càng hăng ở nhà cũng càng làm mình làm mẩy hơn quần áo không giặt sân không quét cơm cũng toàn là bọn họ làm xong dọn ra rồi cô mới lên ăn mặc kệ triệu xuân hoa tố cáo nói bừa với người trong thôn ở bên ngoài như thế nào cô cũng hoàn toàn không đếm xỉ gì tới thậm chí giống như còn ước gì bà ta nói hết tất cả những chuyện này với người trong thôn ra thì càng tốt vậy vậy nên những ngày gần đây triệu xuân hoa tự ngược đãi bản thân còn chưa tính thái độ này của sơn trà giống như bà ta đánh một quyền thật mạnh nhưng lại chỉ đánh vào bông vậy chẳng hề gây được một chút thương tổn gì với sơn trà ngược lại còn khiến cho bản thân hết sức mệt mỏi hơn nữa bởi vì hai ngày nay ngày nào bà ta cũng đi ra ngoài nói xấu sơn trà nói đi nói lại đến mức ngay cả hàng xóm láng giềng cũng nghe đến phiền gần đây số người đến cửa nhà bà ta hóng chuyện cũng giảm đi trông thấy bà ta muốn chửi thề cũng chẳng có ai nghe dù gì ở trong lòng mọi người sơn trà cũng đâu phải ngày đầu tiên như vậy nói đi cũng phải nói lại còn không phải là do triệu xuân hoa hay sao nghe một hai lần còn được ngày nào cũng nghe thì dĩ nhiên là chẳng có gì mới mẻ Triệu Xuân Hoa lúc này mới hiểu được thế nào gọi là vác đá nện vào chân mình, tức giận đến mức mấy hôm liền cơm cũng ăn không vô. Khi tưởng Ngọc Trân và mẹ cô ta vật lộn để tồn tại dưới sức ép của Sơn Trà, Sơn Trà đã sử dụng được chiếc máy khâu cũ của bà Lưu một cách thành thạo. Cô mất một lúc để tự may cho mình hai bộ đồ lót đầu tiên từ một mảnh vải rách rưới. Vì không có khóa kim loại nên cô đành làm cả hai bộ nội y của mình theo kiểu cài cúc trước. Khi mặc áo, ngực được ép tạo thành một vòng cung và phía dưới được gia cố bằng giải vải đỡ ngang hai cúc nhỏ cài trước ngực toàn bộ vòng một được bao bọc trọn vẹn bởi chiếc áo vừa thoải mái mà vẫn rất đẹp lúc đầu khi cô nói về loại đồ lót mà cô muốn làm bà lưu cảm thấy lo lắng về nó bà cảm thấy rằng một thứ quấn ngực thực sự không cần thiết phải mua bán như vậy và cũng sẽ không ai muốn nó nếu nó được bán ra ngoài nhưng thật sự rất khó để giải thích bà sợ rằng sẽ đánh vào lòng tự tin của sơn trà nhưng khi sơn trà thực sự làm ra bà lưu ngay lập tức đã bị sốc bởi sự khéo léo của cô chiếc áo thật đẹp quá sơn trà đã sớm biết rằng cô lớn lên xinh đẹp với đôi lông mày lá liễu và khuôn miệng anh đào giống như mẹ ruột của mình chỉ là cơ thể quá gầy vốn dĩ người ở nông thôn đã ăn uống không được tốt lại thêm bị triệu xuân hoa ngược đãi hầu như tất cả đồ mà sơn trà đều ăn để phát triển chiều cao do vậy người trông rất mảnh mai Người dân nông thôn chú trọng đến sự cứng cáp, luôn thấy rằng nữ nhân phải béo tốt thì mới có sự phúc hậu, vì vậy, trong mắt bà Lưu, dù Sơn Trà đã 18 tuổi nhưng vẫn luôn trông như một cô gái nhỏ. Hôm nay, khi Sơn Trà mặc bộ đồ lót mới may, bà mới nhận ra rằng mặc dù cô mảnh mai, nhưng những chỗ cần béo thì rất rõ ràng, hàng ngày không thể nhìn ra đều là do những bộ đồ quần áo không vừa vặn che đi mất. Bây giờ, sau khi thay đổi quần áo bên trong, Bà liền thấy một cơ thể dường như hoàn toàn khác. Bà, thế nào ạ? À? Có hợp không ạ? À? Sơn trà xoay người một vòng trước mặt bà Lưu. Bà Lưu gật gật đầu, phù hợp, vừa vặn, cháu mặt rất đẹp. Khi Sơn trà thay một bộ đồ lót khác, cả bộ quần áo thô cứng bên ngoài nhìn cũng khác, chiếc eo thon cùng đôi chân dài cộng với khuôn mặt này, cô ấy đúng là một mỹ nhân xinh đẹp. Bà Lưu tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất có mắt nhìn người sơn trà mặc bộ này, làng trên xóm dưới đều tìm không ra được cái thứ hai. từ trước tuy rằng cũng đã rất xinh đẹp, nhưng nhìn luôn có chút non nớt, chưa lớn. vài ngày trở lại đây, cô đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, cười nhiều hơn hơn, vẻ ngoài nhút nhát và nhút nhát trước đây đã không còn nữa. chỉ sau vài ngày cố gắng, cô đã trở thành một thiếu nữ. bà lưu nhìn sơn trà như nhìn cháu gái của mình. sau khi quan sát một lúc, bà chợt nghĩ ra điều gì đó và hỏi mẹ kế của cháu gần đây không nói với cháu về chuyện hỏi cưới phải không? Lúc này cô mới chợt nhớ ra mình đã 18 tuổi, đã đến tuổi có thể kết hôn, nhưng Triệu Xuân Hoa thì không phải người tốt, nhất định sẽ không nói cho Sơn Trà biết gia đình nào tốt, nếu Sơn Trà được cả vào một gia đình tốt như vậy, thì không phải rằng cuộc đời bà cũng sẽ bị đe dọa sao? Sơn Trà biết ý của bà Lưu, lập tức lắc đầu an ủi bà và nói, không ạ, à, chị Ngọc Trân chưa kết hôn nên cháu cũng không vội bà lưu yên tâm lại không có cũng không sao trước đây bà cho rằng sơn trà còn nhỏ nhưng hiện tại xem ra phải nhanh chóng nhờ người hỏi thăm xem trước mắt có một gia đình thích hợp e rằng một ngày nào đó triệu xuân hoa không vừa mắt mà tùy tiện gả cô đi nhà nào đó đối với một người phụ nữ hôn nhân này là chuyện cả đời không thể để triệu xuân hoa trì hoãn được bà nội lưu tự ngẫm nghĩ nhưng bà không biết rằng sơn trà cũng đã nghĩ về vấn đề này từ lâu Sơn Trà không có hứng thú với Chu Bình An nhưng cô cũng không định ở nhà tưởng này hàng ngày trừng mắt nhìn Triệu Xuân Hoa, Triệu Xuân Hoa không chê phiền thì cô cũng thấy bà ta phiền phức, vì vậy cô vẫn muốn kết hôn. Nhưng cho dù kết hôn, cô cũng sẽ không tìm người tùy tiện kết hôn với mình, hơn nữa cô cũng không ở thời đại này nên không quan tâm đến ý kiến của mọi người. Nhưng nếu cô tìm thấy người cô thích, cô có thể kết hôn luôn. Nếu không tìm được, cô cũng không vội. Sơn Trà không vội nhưng triệu xuân hoa đã vội mẹ nói đem sơn trà gã đi sao chuyện này có thể không tưởng ngọc trân ngồi ở mép giường vừa thổi bong bóng trên tay vừa ngạc nhiên hỏi triệu xuân hoa có gì mà không thể trước đây mẹ thấy nó làm việc nhà nên giữ nó ở nhà vậy mà bây giờ nó cứ giống như một tiểu thư địa chủ vậy ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ thì mẹ giữ nó ở nhà làm gì giữ lại làm tiểu thư để hầu hạ sao triệu xuân hoa định hôm nay lại ra ngoài nói xấu sơn trà thêm lần nữa không ngờ vừa mở miệng mọi người đều trở nên nóng nảy không muốn nghe nữa ngăn cản bà lại cho rằng bà lại nói tới nói lui chuyện này cả ngày dài và thật khó chịu bà tức giận trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng vì bây giờ sơn trà lúc nào cũng chống đối lại bà ta cũng không dễ dàng xử lý như trước vậy tại sao bà ta lại phải nói năng nhẹ nhàng với cô chứ Hiện giờ bà ta không thể lấy gì từ Sơn trà, lại còn phải phục vụ cô mỗi ngày, dựa vào cái gì cơ chứ? Cốt hơn hết là đợi Tưởng Ngọc Trân kết hôn, tìm một nơi nghèo hơn xa hơn để gả cô thì còn có thể thu được một ít tiền trợ cấp cho gia đình mình. Chỉ cần cô ở trong nhà thì bà ta không thể làm gì, còn khiến bà ta tức giận vô cớ. Triệu Xuân Hoa đem ý nghĩ của mình nói với Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Trân nghĩ ngợi, coi đấy đúng là sự thật. Bây giờ họ làm gì cũng bị Sơn Trà quản chế, chỉ bởi vì cuộc hôn nhân của cô ta với Chu Bình An vẫn chưa diễn ra. Khi hai người kết hôn rồi, gạo đã thành cơm thì Sơn Trà có uy hiếp họ cũng vô dụng, còn khi hôn lễ đã diễn ra, Chu Bình An cũng không thể đổi ý được nữa. Khi đó, Sơn Trà không còn là mối nguy hại đối với cô ta nữa. Cô ta đã làm rất nhiều việc thay Sơn Trà trong những ngày qua, nỗi bất hận của cô ta đã hằn sâu trong lòng cô ta tính rằng sau khi kết hôn tìm cách trả thù sơn trà nhưng bây giờ nghe được lời mẹ nói thâm tâm cô lập tức bị rấy động đúng vậy chuyện quan trọng nhất của đời người phụ nữ là được gả cho một gia đình tử tế nếu không cô ta đã chẳng đem hết tâm tư để cướp chu bình an về tay mình khi cô ta kết hôn với chu bình an xong để mẹ cô ta tìm một gia đình cho sơn trà tốt nhất là một người nghèo và bất tài như vậy sơn trà sẽ bị chà đạp dưới chân cô ta cả đời Chu Bình An trong tương lai sẽ thịnh vượng như mơ, cô ta càng có thể nhìn sơn trà nở lỗ mũi, lúc đó một người sẽ ở trên trời, người dưới đất. Nghĩ mà xem, ngay cả những bất bình về công việc nóng nực trong những ngày này cũng sẽ tan biến thôi. Được, vậy mẹ mau tìm người hỏi đi, đừng kén người tốt, càng xấu càng tốt, khi ấy chúng ta xem nó sẽ dùng cái gì để phô trương thực lực với chúng ta. Tưởng Ngọc Trân Cây đắng nói. Triệu Xuân Hoa gật đầu, con đừng lo lắng, mẹ còn có thể không biết sao, mẹ nhất định sẽ chọn ra người tệ nhất, để cả đời này nó chẳng thể ngóc đầu lên được, đến lúc đó xem nó lấy cái gì diễu võ dương oai. Hai người họ âm mưu, tưởng tượng ra cảnh sơn trà khóc lóc vang xin họ, họ liền cảm thấy nhẹ nhõm. Được rồi, đừng nói lung tung nữa, hôm nay không phải bình an nói sẽ đến sao, con mau thu dọn đồ đạc đi, tranh thủ con nhỏ sơn trà không có mặt thì mau đi gặp cậu ấy cẩn thận không khi con nhỏ đó quay lại thì cậu ta lại không thể buông ra được. Cũng không biết Chu Bình An đã nhìn trúng được sơn trà ở chỗ nào, luôn luôn để cô trong lòng, nếu như không phải nhờ cô mua chuột bà mối trần lấy được lòng mẹ anh ta, có lẽ bây giờ anh ta và tưởng Ngọc Trân đã không thể kết hôn được. Trước cục thì cũng là con của Hồ Ly Tinh, tuổi nhỏ cô ta đã biết làm thế nào để chiếm được đàn ông. Triệu Xuân Hoa nghĩ rồi khịt mũi, sau đó đẩy tưởng Ngọc Trân ra khỏi cửa khi sơn trà từ nhà bà lưu trở về cô đã nhìn thấy mọi người xung quanh cửa nhà mình từ xa thấy cô đến gần ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ vào sơn trà dường như có chuyện tốt thì sợ sơn trà không biết nên chạy nhanh nói với cô sơn trà à người gia đình cô đã đến đó là anh rể tương lai của cô sao cô không chạy về mà xem họ nghe nói rằng người đàn ông họ chu này ban đầu bị thu hút bởi sơn trà nhưng anh ta không biết như nào mà lại hứa hôn với tưởng ngọc trân nghĩ lại chắc chắn là sơn trà nổi tiếng lười biến nên đã khiến người ta rút lui và thay vào đó là gả cho tưởng Ngọc Trân, người không xinh đẹp bằng cô ấy. Sơn trà à, nghe nói anh rể tương lai của cô là quân nhân vẫn trong quân đội à. Một năm anh ta có thể nhận được rất nhiều tiền lương, nghe nói còn có phụ cấp nữa. Tuy là kết hôn lần thứ hai còn mang theo ba đứa con, nhưng trong mắt mọi người, gia đình anh ta vẫn là một gia đình rất tốt. Nhưng sao lại nhìn trúng chị gái cô chứ không phải cô nhỉ? người phụ nữ đứng đối diện với Sơn Trà có quan hệ tốt với Triệu Xuân Hoa, khi nhìn thấy Sơn Trà, bà ta lập tức nháy mắt, cố ý cười nhạo cô. Sơn Trà ngước mắt lên liếc bà ta một cái, thay vì lùi lại, nụ cười trên khóe miệng cô tăng lên, dì à, cháu thấy tuổi của dì cũng chưa cao, nhìn dì cũng vẫn còn xinh đẹp. Nói được một nửa, người phụ nữ không nhớ lại rằng bà ta cũng ghét Sơn Trà, còn nghĩ rằng Sơn Trà đang khen mình, lông mày sắp sửa nhướng lên, thì nghe thấy Sơn Trà nói, nếu dì thích anh rể tương lai của cháu như vậy, hay là để cháu vào nói giúp cho gì? Hai người cách nhau cũng không xa, dì xem gì cũng tranh thủ chút đi, nói không chừng anh ta lại nhìn trúng gì đấy. Xung quanh chợt im lặng, ngay sau đó đều nhịn không được mà bật cười, người phụ nữ lúc này mới ý thức được chính mình bị sơn trà nói đẻo, mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, muốn nhảy dựng lên mắng chửi cô, thì phía sau, một người nam nhân trẻ tuổi đột nhiên đến và nói một cách lãnh đạm, "Nhường một chút" Sơn Trà và người phụ nữ cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang bước ra khỏi sân, anh ta trông như mới ngoài 20, cao ráo cũng đẹp trai, nhưng lại cau mày và nhìn người phụ nữ một rất thiếu kiên nhẫn. Sơn Trà chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này, đang nghĩ xem anh ta là ai thì thấy một nhóm người khác bước ra từ sân trong. Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Xuyên, Triệu Xuân Hoa và Tưởng Vệ Quốc, và trước mặt Tưởng Ngọc Trân là một người đàn ông cao lớn khác mà cô chưa từng thấy trước đây, Lúc này Sơn trà mới hiểu ra một chút. Có vẻ như người đứng trước Tưởng Ngọc Trân, tám phần chắc chắn là nam chính đã mất đi người bạn đời đầu tiên và mang theo ba đứa con đi tìm người vợ thứ hai. Nhưng trước khi Sơn trà có thể nhìn kỹ nam nhân vật chính trông như thế nào, Tưởng Vệ Quốc đã đứng lên với khuôn mặt đen tối nói, "Sơn trà, mày đang làm gì vậy? Mày không thể hiểu chuyện chút sao?" Ngay lập tức, ánh mắt của một số người tập trung vào khuôn mặt của Sơn trà. Nghe Tưởng Vệ Quốc nói xong, Sơn Trà không nhịn được mà trợn tròn mắt ở trong lòng, rõ ràng là cô bị người khác bới móc lỗi của cô trước, sao tới trong miệng tưởng vệ quốc việc cô đáp trả lại cũng là lỗi của cô. Tuy nhiên, cô đương nhiên không sợ hãi trước sắc mặt của tưởng vệ quốc, ngược lại cô còn ngẩng cao cái cổ thon gọn của mình lên nói, con không hiểu chuyện ở chỗ nào vậy ba. Chỉ là do con cảm thấy người phụ nữ này có hứng thú với anh rể tương lai của con, cho nên mới giúp gì ấy thẳng thắn đối diện với nội tâm của mình để có thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân thôi sao. Người phụ nữ này cũng không lớn hơn Chu Bình An bao nhiêu tuổi, bị những lời sơn trà vừa nói chọc cho hai má lập tức trở nên đỏ bừng vì xấu hổ, sau đó không khỏi mắng, tưởng sơn trà, cô nói bậy bạ gì đấy. Sơn trà chớp chớp mắt, ra vẻ bản thân không biết gì, không phải từ khi tôi đến trong miệng của gì đều là anh rể tôi anh rể tôi, chẳng lẽ không phải là do có ý với anh rể tôi hay sao? những người đang xem trò vui nghe sơn trà nói như thế đã không thể nhịn được nữa mà cười rộ lên lúc này người phụ nữ mới hiểu rõ sơn trà không phải là loại người dễ bị ức hiếp không khỏi tự cảm thấy bản thân như một trò cười cho tất cả mọi người cũng không dám ở lại chỗ này xem náo nhiệt mắng một câu tưởng vệ quốc ông tự xem ông đã dạy ra một đứa con gái tốt như thế nào này rồi nhanh chóng chạy trối chết tưởng ngọc trân thấy sơn trà lấy chu bình an ra để phản kích lại người phụ nữ kia cô ta tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng lại sợ chu bình an tức giận nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt chu bình an đang ở trên người của của sơn trà nhìn chằm chằm vào cô đến xuất thần ngay cả một ánh mắt nhìn cô ta cũng không thèm cho làm gì có chỗ nào muốn so đo với sơn trà cơ chứ lập tức ánh mắt cô ta tối sầm lại vì tức giận nhanh chóng tiến lên một bước chắn giữa hai người bọn họ lôi kéo sơn trà nói sơn trà em nói em xem thân là một cô gái mà lại nói cái gì ở trước mặt mọi người thế này sơn trà làm sao mà không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì cô cũng lười không thèm nói chuyện với cô ta hất tay cô ta ra và nói tôi thích nói cái gì thì nói cái đó chị đừng có lôi lôi kéo kéo tôi nói xong cô đem tất cả mọi người ném ở phía sau người mà bước vào nhà ngay khi sơn trà rời đi những người còn lại đang xem náo nhiệt nhìn thấy mặt của tưởng vệ quốc đã đen như đáy nồi tất cả đều tự giải tán triệu xuân hoa nhìn trái nhìn phải sợ cây rụng tiền tương lai của mình bị mấy lời vừa rồi của sơn trà chọc giận nên nhanh chóng tiến lên giải thích con bé này luôn luôn cứng đầu và vô lý như thế đó việc này có lẽ con cũng đã biết rồi con ngàn vạn lần cũng đừng để bụng nhé sắc mặt chu bình an nhìn như bình thường không biết đang suy nghĩ gì nhưng khi bị triệu xuân hoa nhắc nhở lúc này anh ta mới thu hồi ánh mắt gật gật đầu thời gian cũng không còn sớm tôi và tri viễn cũng xin phép về trước triệu xuân hoa nhanh chóng lại kéo tưởng ngọc trân một phen ngọc trân con mau đi tiễn bình an đi tưởng ngọc trân gạt đi sự ghen tị trong lòng cô ta bước tới một bước đầy rụt rè và ngại ngùng vừa định mở miệng thì chu bình an đã nói tiếp không cần còn có việc ở nhà chúng tôi phải về nhanh chóng trở về các người không cần tiễn sau khi nói xong anh ta dẫn theo người thanh niên tên tạ tri viễn rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại chỉ còn lại tưởng Ngọc Trân và Triệu Xuân Hoa đang lúng ta lúng túng đứng ở tại chỗ. Một lúc lâu sau, tưởng Ngọc Trân mới dậm mạnh chân xuống đất rồi cũng nổi giận đùng đùng đi vào phòng. Chu Bình An cũng đã rời đi từ lâu nhưng gương mặt xinh đẹp kia của Sơn Trà lại vẫn cứ in sâu trong đầu anh ta muốn vứt đi cũng không được. Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp. Không chỉ xinh đẹp, mà dáng người kia của cô ấy còn đẹp nữa, eo thon đến mức dường như có thể ôm gọn trong một bàn tay, còn phần cần đầy đặn kia cũng không bị teo tóc chút nào cũng đều là áo vải thô như nhau nhưng khi mặt ở trên người người khác chỉ có thể xem còn mặt ở trên người sơn trà lại phá lệ mà thật đẹp chỉ mới không gặp một khoảng thời gian cô ấy có vẻ đã xinh đẹp hơn so với lần trước mình nhìn thấy cô ấy giống như một quả đào rừng sinh trưởng ở trên núi có vẻ ngoài hồn nhiên xinh đẹp nhưng bên trong lại ngọt ngào như mực mà một cô gái xinh đẹp như vậy anh ta lại không thể cưới về nhà không biết về sau sẽ tiện nghi cho ai chỉ nghĩ đến đây thôi là anh ta đã cảm thấy tiếc nuối không thôi ngay cả khi sơn trà ghét bỏ anh ta đến mức có thể nói những lời khó nghe với anh ta như thế nhưng anh ta vẫn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu sơn trà nguyện ý gả cho anh ta chỉ cần sơn trà gật đầu muốn bao nhiêu tiền hỏi cưới thì anh ta cũng đều sẽ đồng ý chu bình an đang suy nghĩ đến xuất thần tạ tri viễn đi ở phía trước lại đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta một cái rồi nói mấy ngày nữa là chị dâu sẽ vào cửa lời nói của anh như một đòn cảnh cáo đánh thẳng vào đầu chu bình an đánh bật mọi ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu chu bình an cũng nhắc nhở việc anh ta đã đính hôn với tưởng ngọc trân mấy ngày nữa sẽ cưới cô ta vào cửa tuy rằng tưởng ngọc trân lớn lên không đẹp bằng sơn trà nhưng cô ta lại siêng năng và có năng lực nếu cưới cô ta về cũng có thể giúp anh ta chăm lo tốt mọi chuyện trong nhà cũng giúp cho anh ta không cần phải phân tâm khi ở quân đội chu bình an nghĩ đến đây đành thở dài hoàn toàn không còn tâm tư đâu mà nghĩ tới chuyện của sơn trà nữa mà một tình tiết nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì đến sơn trà buổi trưa sau khi đi ngủ như thường lệ thì buổi chiều cô sẽ đến nhà bà lưu bước đầu tiên trong kế hoạch kiếm tiền của cô đã hoàn thành bước thứ hai chính là phải tìm kiếm khách hàng tiềm năng phù hợp sơn trà suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt cô dừng lại ở một cô gái tên vương ái hồng ở cạnh nhà bà lưu cả vịnh thanh thủy đều nghèo cũng không có hiểu biết gì về kinh tế ngay cả sau khi cải cách và mở cửa mọi người đều ngại ra ngoài để ngắm nhìn thế giới bọn họ chỉ muốn ở trong địa bàn của mình nhưng chỉ có một nhà duy nhất là ngoại lệ đó chính là ba mẹ của vương ái hồng ở phía tây của thôn cả hai đều là người có đọc sách cũng được coi như là những người có văn hóa ở trong thôn nên có tầm nhìn xa trông rộng hơn so với mọi người ngay khi có chính sách nới lỏng họ đã tự tìm đến một nơi trong thôn để lập sạp bán đồ ăn mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng như thế cũng đủ để có những ngày tháng vô cùng tốt ở vịnh thanh thủy rồi con gái của họ là vương ái hồng cũng trạc tuổi so với sơn trà một nhà ba người thường ở trên thị trấn hai ngày này trong nhà có việc nên mới trở về vịnh thanh thủy bởi vì triệu xuân hoa mà thanh danh của nguyên thân ở vịnh thanh thủy cũng không tốt hơn nữa nguyên thân có tính cách rụt rè và nhát gan càng khiến cô ấy không thể hòa hợp với các bạn cùng trang lứa bởi vậy cho dù hai người bằng tuổi nhau nhưng trên thực tế lại không có nói chuyện với nhau mặc dù sơn trà rất tự tin vào nội y do chính mình làm ra nhưng nếu cô muốn bán hàng thì việc đầu tiên phải bắt đầu từ những người trẻ tuổi yêu mến cái đẹp mà nghiễm nhiên một cô gái trẻ như vương ái hồng không phải chính là đối tượng tốt nhất hay sao trên đường đến đó cô còn đang suy nghĩ cách để bán cho vương ái hồng kết quả khi cô đến nhà của bà lưu đã phát hiện cô ấy không cần cô mời chào đã tới đó trước rồi trong tay cô ấy còn cầm nội y mà lúc trước sơn trà đã làm và đang nhìn nó với ánh mắt như bảo bối chợt nghe thấy tiếng ai đó bước vào cô ấy luống cuống tay chân nhanh chóng đem nội y cất sang một bên hoảng hốt nhìn về phía sơn trà bên này thấy người bước vào chính là cô còn có chút nghi ngờ sơn trà lập tức hiểu ra ngẩng mặt lên và tươi cười chào cô ấy vương ái hồng tuy rằng chưa từng nói chuyện với sơn trà nhưng người ta nói không ai duỗi tay đánh người đang tươi cười cả thấy sơn trà nở nụ cười ngọt ngào lại xinh đẹp cô ấy sửng sốt một chút sau đó cũng nhanh chóng cười đáp trả rốt cuộc thì cả hai cũng không biết rõ về nhau vừa chào hỏi xong thì cô ấy cũng không biết nên nói gì với sơn trà nữa cũng may bà lưu đúng lúc đi ra nói không phải vừa rồi cháu hỏi bà đồ đó là do ai làm hay sao hiện tại người làm đã tới rồi đó chính là cô bé đó đã làm vương ái hồng nghe thế lập tức trợn tròn mắt cũng không quan tâm xấu hổ nữa nhìn sơn trà và ngạc nhiên nói cái kia nội y kia thật sự là do cô làm sao dù gì thì cô ấy cũng là con gái quả thật cũng sẽ hơi ngại khi nói về điều này nhưng may mắn thay sơn trà cũng không lớn tuổi mọi người đều là con gái nên việc này cũng không có gì khó nói sơn trà gật gật đầu biết vương ái hồng nhất định là do bà lưu tìm tới giúp cô thấy cô ấy thích đồ mình làm như thế trong lòng cô cũng hiểu rõ chuyện này đã thành công hơn phân nửa rồi quả nhiên vương ái hồng vừa thấy cô gật đầu dáng vẻ ngượng ngùng vừa rồi đã lập tức biến mất cô ấy tiến lên nắm tay của sơn trà nói cô thật là khéo tay đấy bộ nội y kia của cô làm ra cũng thật đẹp so với những bộ ở cửa hàng bách hóa trên thị trấn tôi còn đẹp hơn rất nhiều cô ấy đã ở thị trấn với ba mẹ quanh năm mặc dù đây cũng không phải là một nơi lớn nhưng cô ấy có sự hiểu biết nhiều hơn so với các cô gái ở vịnh thanh thủy khi còn ở trên thị trấn cô ấy đã nghe người ta nói các cô gái hiện nay đều thịnh hành việc mặc nội y bên trong, nhưng so với những món trước đó bọn cô tự làm rất khác biệt, mặc ở trong quần áo dễ chịu hơn. Ở cung tiêu xã không có thứ đó, vì vậy cô ấy đã cùng bạn của mình đến một cửa hàng bách hóa chuyên sản xuất thứ đó ở An Thành mới được nhìn thấy nó trông như thế nào ở bên trong một cái tủ trong quầy. Người bán hàng đã thổi phồng nó lên, còn nói rằng đó là những gì mình đang mặc trên người. Không những thế còn ưỡn ngực cho các cô xem một chút, quả thật mặt nó vào liền có thể nâng cao ngực cho các cô nhờ thế mà có thể phô bày một chút đúng là trông rất đẹp mắt chẳng những ngực trông lớn đẹp hơn mà ngay cả eo cũng trông nhỏ hẳn một vòng nhưng mà vấn đề ở đây là giá cả thật sự không hề rẻ chỉ một cái như vậy đã tốn mười mấy đồng nói cái gì là hàng nhập khẩu rẻ nhất cũng đã mười đồng nhưng khi đó trong túi cô ấy lại chỉ có tổng cộng tầm mười đồng còn phải sắm sửa cho gia đình một số thứ nhìn quầy hàng một lúc lâu cuối cùng cũng không thể mua được nó sau khi trở về cô ấy đã suy nghĩ về nó rất lâu nhưng mẹ cô ấy lại nói rằng nó quá đắt và không cần thiết cho đến bây giờ cũng không có mua nó kết quả hôm nay vừa tới nhà bà lưu cô ấy đã nhìn thấy một chiếc được làm bởi sơn trà ở trên máy may ngay lập tức cô ấy đã bị nó thu hút ánh mắt tay nghề thực sự khỏi phải nói mặc dù được làm từ chất liệu bằng bông bình thường nhưng trông thật sự rất chỉnh chu nhìn nó không thua gì hàng nhập khẩu mà cô ấy đã nhìn thấy ở bên trong cửa hàng bách hóa trong An Thành. Lúc đầu, cô ấy còn nghĩ rằng nó là do bà Lưu đã làm, nhưng bây giờ cô ấy mới nhận ra nó được làm nên từ tay sơn trà. Vương Ái Hồng vừa thích vừa ngạc nhiên, không phải mọi người đều nói sơn trà ở nhà không chỉ vừa lười lại vừa cáo kỉnh, cái gì cũng đều không làm hay sao. Vậy tại sao cô ấy lại có thể dùng máy may tốt đến như thế này? hơn nửa tay nghề tốt như vậy không phải là điều mà người bình thường có thể làm được nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới những chuyện này việc ưu tiên hàng đầu là cô ấy nên mở miệng thế nào để nhờ sơn trà giúp cô ấy làm hai cái chỉ cần giá rẻ hơn cửa hàng bách hóa cô ấy sẵn sàng cho cô nhiều tiền hơn một chút tuy nhiên cô ấy và sơn trà không quen không biết trước kia cũng chưa từng nói chuyện qua với nhau nếu bây giờ cô ấy mở miệng nhờ thì liệu sơn trà có thể đồng ý hay không Vương Ái Hồng nhìn nó với đôi mắt đầy thích thú như thế, Sơn Trà làm sao không thể nhìn ra được, nhìn thấy cô ấy muốn lại chần chừ, cô mở miệng nói trước, "Cái này là tôi tùy tiện làm, nó vẫn còn mới, tôi vẫn chưa mặc qua." "Tôi thấy hai người chúng ta cũng cùng kích cỡ với nhau, nếu như mà cô thích thì cứ cầm lấy đi thử một chút đi, nếu có thể mặc vừa thì tôi sẽ tặng cho cô." Bộ quần áo trên người cô và bộ này quả thực là do cô tùy tiện làm ra. Dù sao trong tay cô cũng không có loại vải tốt nên chỉ có thể dùng vải bông vụn, mặc dù mặc lên rất thoải mái, nhưng dáng vẻ của nó thực sự khác xa so với tiêu chuẩn trong lòng sơn trà. Vốn dĩ ban đầu cô muốn giữ lại để mình mặc, nhưng thấy Vương Ái Hồng thích nó nên cô muốn dùng nó như một món quà để thuận nước đẩy thuyền, dù sao nó cũng không phải thứ gì đáng tiền, cũng không lỗ. Nhưng trong lòng Vương Ái Hồng lại không nghĩ như thế. Bộ nội y này tuy sơn trà cảm thấy không có giá trị gì, nhưng ở trong mắt cô ấy nó lại là một món hàng hiếm, mặc dù là đồ thủ công, nhưng không thể chịu được trước sự khéo léo của Sơn Trà. Nếu đặt cái này trên quầy của một cửa hàng bách hóa, tất nhiên không thể mua nó với giá 8, 9 hay 10 đồng. Sơn Trà vậy mà lại hào phóng như thế và định cứ như thế mà tặng cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên Vương Ái Hồng nói chuyện với Sơn Trà, nhưng cô ấy không nghĩ tới Sơn Trà lại là một người hào phóng như thế, không khỏi có suy nghĩ khác về cô rất nhiều ở trong lòng sau đó cô ấy liên tục khoác tay không được tôi cũng không thể lấy không của cô như thế được nhưng mà tay nghề của cô quả thật quá tốt rồi tôi thật sự rất thích hay là cứ như vậy đi để tôi thử trước một chút nếu như tôi có thể mặc được thì tôi nhất định sẽ bỏ ít tiền ra để mua lại không đợi sơn trà từ chối vương ái hồng đã cầm đồ vào trong phòng bà lưu mặc thử trước rồi lúc ra ngoài thì càng thêm yêu thích vô cùng mặt mày rạng rỡ dương khóe môi e lệ hỏi thế nào trông có hợp không? Dáng người của cô ấy với sơn trà cũng gần giống nhau, sơn trà mặc lên hợp thì cô ấy mặc lên cũng hợp. Tuy rằng mặc ở trong quần áo từ bên ngoài không nhìn được gì, nhưng mà cô ấy vẫn có thể tự cảm nhận được đúng là không hề giống như bình thường. Sơn trà miệng ngọt mà khen, "Rất hợp, cô mặc vào còn hợp hơn cả tôi nữa." Lời này khiến cho trong lòng Vương Ái Hồng rất hưởng thụ, cô ấy tưởng rằng đây là sơn trà làm cho bản thân, bây giờ lại mặc ở trên người cô ấy sợ Sơn Trà không vui, bèn vội vàng lôi kéo tay cô nói, cô bỏ ra nhiều công sức như thế, tôi chắc chắn sẽ không thể cứ thế lấy của cô được, nếu không thì tôi đưa cho cô 5 đồng để mua lại, cô thấy như thế nào? Cô ấy nói xong thì trong lòng cũng có chút thấp thỏm, dù sao thứ này ở cửa hàng bách hóa trên thị trấn, ít nhất cũng phải đến 8, 9 đồng, nhưng mà bây giờ trên người cô ấy cộng cũng chỉ có 5 đồng, cho nên mới ra giá là 5 đồng. Thấy Sơn Trà một lúc lâu không lên tiếng, cô ấy lập tức lo lắng có phải là do mình đã ra giá quá ít rồi không, đang định trả cao thêm, lại nghe Sơn Trà nói, năm tệ nhiều quá, nguyên liệu làm ra thứ này cũng không phải quá tốt, thôi thì lấy của cô ba đồng đi. Đống vải vụn đó của cô cộng lại cũng còn chưa đến một đồng tiền vốn, tính ra cô vẫn còn lãi được hai đồng. Vương Ái Hồng lại càng thêm vui sướng, sửng sốt một lát, rồi lập tức phản ứng lại, ôm cánh tay Sơn Trà nói, sao cô lại tốt như thế chứ? con gái ở độ tuổi này không có quá nhiều tâm tư có thích một người hay không cũng rất đơn giản hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên vương ái hồng được tiếp xúc trực tiếp với sơn trà lại phát hiện cô không hề giống chút nào với lời đồn ở trong thôn khuôn mặt đẹp còn chưa nói lại còn rất hào phóng nữa nếu sớm biết thật ra cô là người tốt như vậy thì hẳn là cô ấy đã chơi với cô từ lâu rồi quả nhiên lời của bà tám trong thôn đều không đáng tin cô ấy vô cùng vui vẻ mà móc ra ba đồng đưa cho sơn trà đồng thời có chút ngượng ngùng mà nói, Sơn Trà, tôi có thể lại làm phiền cô một chuyện nữa có được không? Sơn Trà đáp, cô nói đi. Tôi còn muốn một chiếc nữa để thay ra, có thể lại làm phiền cô làm giúp tôi hai cái được không? Cô ấy thật sự rất thích kiểu áo này, cũng đã ước ao trong lòng lâu như thế, nếu không cũng sẽ không mặc giày đòi Sơn Trà làm thêm cái nữa cho mình. Sơn Trà chờ chính là những lời này của cô ấy, không thành vấn đề, nhưng mà ở chỗ tôi không có vật liệu tốt vương ái hồng nghe xong vỗ tay nói chuyện này cứ giao cho tôi mấy hôm nữa đúng lúc tôi có việc lên trấn trên nếu như cô rảnh chúng ta cùng đi dạo đi cô muốn vật liệu gì thì để tôi mua đến lúc cô làm xong tôi đưa tiền công cho cô là được cô ấy rất có lòng tin đối với tay nghề của sơn trà mà sơn trà lại lấy giá rẻ như vậy chất lượng lại giống với ở cửa hàng bách hóa mẫu mã đẹp mắt hơn thì chưa nói giá cả còn rẻ hơn nhiều như vậy thì cô ấy còn có gì mà không yên tâm nữa chứ đợi đến khi sơn trà làm xong cô ấy còn muốn cầm đi khoe với các chị em của mình một chút hiển nhiên bây giờ vương ái hồng đã coi sơn trà là chị em tốt sau khi hẹn sẽ cùng nhau lên trấn trên cô ấy còn chạy về nhà cầm một túi bánh bao sang đưa cho cô lôi kéo sơn trà nói chuyện nửa ngày trời giống như chỉ hận đã gặp nhau quá muộn cuối cùng mới quay trở về nhà mình vương ái hồng vừa đi bà lưu đã tiến lên nói ai cũng thấy được mặt tốt của cháu như vậy thì tốt cả thanh thủy loan chỉ có bà ấy là biết sơn trà là một cô gái tốt bây giờ thấy cô đã kết được bạn trong lòng bà lưu cũng thật sự thấy mừng cho cô sơn trà cười ngọt ngào với bà ấy cảm ơn bà nếu không nhờ có bà lưu thì đơn đầu tiên này của cô cũng sẽ không thuận lợi như thế bà lưu tủm tỉm cười khách sáo với bà làm gì là do đồ cháu làm tốt mới đúng ái hồng cũng là một cô bé tốt sau này hai cháu cứ chơi với nhau còn có thể trò chuyện cùng nhau nữa sơn trà cũng nghĩ như thế vương ái hồng là một cô gái thẳng thắn rất đáng giá để kết bạn chiếc áo lót đầu tiên đã bán ra thuận lợi sơn trà càng thêm tin tưởng vào tay nghề của mình công việc này cô cũng không định làm lâu dài dù sao cô cũng không xác định sẽ là một người may vá chẳng qua trước mắt vừa mới chỉ bắt đầu có thể tranh thủ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thay vì suốt ngày đấu trí đấu dũng với hai mẹ con tưởng ngọc trân thì ít ra cũng có việc này để làm mắt thấy trời sắp tối sơn trà cũng không nhiều lời với bà lưu nữa để lại cho bà một nửa số bánh bao mà vương ái hồng cho cô cô cầm một nửa còn lại kia vui vui vẻ vẻ trở về nhà trong nhà không có ai sơn trà cũng lười để ý một nhà bốn người kia đã đi đâu móc chìa khóa ra mở cửa phòng phía tây đặt bánh bao ở trên bàn đầu giường sau đó cầm đồ đi vào nhà bếp múc nước rửa mặt cô đến đây cũng đã vài ngày không quen nhất chính là nơi tắm rửa sân của nhà họ tưởng không có giếng nước ngay cả nhà bếp cũng chỉ đặt hai lu nước lớn, dùng xong thì phải đi ra ngoài tự sách về thêm. Trước kia những việc này toàn là Sơn Trà làm, bây giờ thì rơi hết vào trong tay Triệu Xuân Hoa. Sơn Trà thích sạch sẽ, cho dù không thể tắm rửa, thì buổi tối mỗi ngày cũng phải bê một thau nước lớn vào lau qua, một lu nước chưa dùng được hai ngày đã hết sạch. Cô đi vào nhà bếp thấy hai lu nước đều còn lại không nhiều lắm, dứt khoát múc hết tất cả vào trong chậu rửa mặt rồi bê vào trong phòng mình cô đang lau rửa ở trong phòng, bên ngoài Triệu Xuân Hoa đã dẫn theo Tưởng Ngọc Trân và Tưởng Ngọc Trân trở về. Bọn họ vừa mới đi đến nhà bà Mối Trần, muốn nhờ bà ta tìm giúp một nhà chồng cho Sơn Trà, tìm kiếm vài nhà, nhà thì mẹ chồng đã chết, nhà thì nghèo đến nỗi không xu dính túi không cưới được vợ, tóm lại đó là điều kiện càng thấp càng tốt. Đợi đến khi tưởng Ngọc Trân kết hôn với Chu Bình An xong, bà ta sẽ lén gã sơn trà ra ngoài. Bọn họ chụm đầu cùng bàn bạc nửa buổi chiều, nói đến nỗi miệng khô lưỡi khô, nước cũng không có thời gian mà uống một hớp. Triệu Xuân Hoa khác không chịu nổi, vừa mới đi vào trong sân đã vội vàng tới nhà bếp, sách cáo múc nước lên đặt ở lưu định múc nước, kết quả trong lưu rỗng tuyết, buổi sáng hôm trước bà ta mới sách về hai lưu nước lớn, bây giờ ngay cả một giọt cũng không còn. Triệu Xuân Hoa lập tức nổi giận trong lòng, không cần nghĩ cũng biết là ai đã dùng hết, lập tức lao ra ngoài sân mắng chửi với phòng phía Tây tưởng là mình là tiểu thư nhà địa chủ thật đấy à. Suốt ngày làm bộ làm tịch, sớm không tắm muộn không tắm, làm cái trò quỷ gì vậy? Bà đây muốn uống hớp nước cũng không có, con khốn nhà mày nhất quyết không cho tao được yên ổn có đúng không? Trước nay toàn là bà ta ức hiếp sơn trà, mấy ngày nay lại toàn ngược lại, ngày nào cũng là sơn trà chọc bà tức đến nỗi ngủ không yên, bà ta đã nhịn nhiều ngày như vậy, thật sự là không nhịn được nữa. Đúng lúc sơn trà rửa mặt xong, Nghe bà ta mắng hăng say, bèn ngẩng đầu lên cầm một cái bánh bao vừa ăn vừa ra cửa, muốn xem tại chỗ Triệu Xuân Hoa đóng vai người đàn bà đánh đá chửi đổng. Kết quả tưởng Ngọc Trân vừa trông thấy cô đi ra ngoài, bèn vội vàng chạy tới giữ Triệu Xuân Hoa lại, còn vương tay bịt kín miệng bà ta. Mẹ à đừng nói nữa, còn chút nước thì cứ dùng tạm, ngày mai lại đi sách về là được, nếu như chọc giận sơn trà, chúng ta đã nhịn nhiều ngày như thế, biết đâu sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ thật đó. Bây giờ trời đất bao la, việc cô ta và Chu Bình An kết hôn mới là việc lớn nhất, vào giai đoạn mấu chốt này, kể cả Sơn Trà có chọc trời thủng một lỗ thì hai người bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Triệu Xuân Hoa ú ớ hai tiếng, tức giận đến nỗi ngực cũng đau, lại cũng chẳng có cách nào với Sơn Trà. Tưởng Ngọc Trân đang muốn kéo Triệu Xuân Hoa vào nhà, lại không biết làm sao mà Tưởng Ngọc Xuyên trông thấy bánh bao trong tay Sơn Trà, lập tức lớn tiếng hét lên. Mẹ Sơn trà ăn vụn bánh bao của con. Triệu Xuân Hoa ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy trong tay Sơn trà cầm một túi bánh bao, giống hệt như bánh bao mà bà ta khóa ở trong phòng. Đó còn là bánh bao mà lúc bà ta về nhà mẹ để lấy về, không muốn để cho Sơn trà ăn, cho nên khóa ở trong phòng mình. Ngày hôm qua bị Tưởng Ngọc Xuyên cuốn lấy mới mở ra lấy cho nó hai miếng nhỏ, còn lại đều khóa ở trong ngăn tủ. Bây giờ lại xuất hiện ở trong tay Sơn trà, chắc chắn là do cô trộn ra. Từ sau khi tưởng Ngọc Xuyên bị Sơn Trà đe dọa lần trước, mấy ngày nay đều né tránh không dám chọc cô, lúc này nghĩ là Sơn Trà ăn vụn đồ của mình, lại có mẹ ruột và chị ở trước mặt, lá gan cũng lớn, xông tới trước mặt Sơn Trà muốn cướp lại, kết quả lại bị Sơn Trà đẩy đầu lão đảo một cái. Nó lập tức nằm lăn ra đất, vừa khóc vừa gào. Mẹ, mẹ mau cướp lại cho con đi, đấy là đồ của con mà. Tưởng Sơn Trà Mày trộm đồ trong nhà xong, lại còn dám đẩy Xuyên tử nữa. Triệu Xuân Hoa tức muốn học máu. Sơn Trà Hừ Lạnh nói, nếu nó còn dám tới cướp, chẳng những tôi dám đẩy nó, mà còn dám đánh nó đấy, dì bảo nó tới thử xem. Tưởng Ngọc Xuyên nghe xong, càng thêm vùng vẫy tay chân khóc dữ dội hơn. Ở đây đang ồn ào, cổng lại bị đẩy ra, chính là tưởng vệ quốc dẫn theo một đám người về, vốn dĩ đám người dự định về tới nhà sẽ cùng bàn bạc về chuyện xới đất kết quả vừa vào cổng đã nhìn thấy tưởng ngọc xuyên nằm trên mặt đất vừa gào vừa khóc trưởng thôn vương hữu đức còn suýt nữa thì bị nó vướng chân làm ngã lập tức trầm mặt hỏi lão tưởng nhà các anh đây là đang làm gì vậy tưởng vệ quốc đen mặt lập tức túng tưởng ngọc xuyên từ trên mặt đất kéo lên đá một cái lên mông nó nói mày làm loạn cái gì chứ triệu xuân hoa thấy con trai bị đánh nhảy ra chỉ vào sơn trà mắng to con gái của ông trộm đồ trong nhà ông không đánh nó lại đi đánh xuyên tử tưởng vệ quốc ông có còn là người không tưởng vệ quốc nhìn về phía sơn trà đầu đuôi mọi chuyện là thế nào triệu xuân hoa không đợi sơn trà lên tiếng ngay trước mặt vương hữu đức vội vàng bắt đầu kể tội sơn trà hai hôm trước tôi lấy một túi bánh bao từ nhà mẹ để mang về vốn cất ở trong nhà lại bị sơn trà trộn lấy ra ăn vương hữu đức nghe bà ta kêu kêu quát quát kết quả mất nửa ngày lại chỉ vì một túi bánh bao không nhịn được mà nói một túi bánh bao mà thôi ăn thì ăn có gì đâu sơn trà dù không phải là con ruột của triệu xuân hoa thì cũng là con gái của tưởng vệ quốc chỉ ăn một túi bánh bao làm gì mà cứ như phạm phải tội tày trời vậy ngay trước mặt nhiều người như thế tưởng vệ quốc cũng cảm thấy hành động này của triệu xuân hoa thật là mất mặt triệu xuân hoa lại không hề cảm thấy vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trưởng thôn lời này của ông lại không đúng rồi bây giờ trộm trâm lớn lên trộm vàng giờ mặc kệ vì chỉ là một túi bánh bao thì sau này còn chẳng phải sẽ trộm tiền trong nhà hay sao chưa kể bánh bao này của tôi được mua thì trên trấn về một túi cũng phải hơn một đồng lận đấy không hề rẻ đâu vương hữu đức có chỗ nào giống nhau chứ chỉ một túi bánh bao mà thôi dù có đắt thì cũng chỉ là một túi bánh bao đến mức như vậy sao trong lòng ông ấy nghĩ như thế nhưng mà lại khó mà nói ra trước mặt triệu xuân hoa chỉ đành phải sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn tưởng vệ quốc một cái ông mau xử lý cho xong việc của nhà ông đi nhiều người như vậy đứng ở đây xem một nhà bọn họ vì một túi bánh bao mà tranh tranh giành giành thật là mất mặt tưởng vệ quốc nghe vậy lại nhìn về phía sơn trà hỏi con lấy bánh bao trong nhà à sơn trà ăn ngon lành ngay trước mặt tưởng ngọc xuyên khiến cho nó thèm đến nỗi nước miếng chảy ròng không có trong nhà nhiều người ngoài như thế tưởng vệ quốc cũng ngại mất mặt không muốn hỏi kỹ hơn nhưng vừa nghe sơn trà lại còn không chịu thừa nhận lập tức lại nổi nóng. Vậy con lấy bánh bao từ đâu ra? Triệu Xuân Hoa, trộn ở trong nhà ra. Người khác không biết, bà ta lại biết rõ nhất, trong túi sơn trà không có lấy nổi một xu, mua thì hẳn là không có khả năng mua, không phải lấy từ trong nhà ra, chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống sao? Bà ta chắc chắn là sơn trà đã lấy đồ ở trong nhà, vui sướng khi người gặp họa mà muốn thừa dịp mọi người có mặt ở đây, khiến cho sơn trà không xuống nước được, để trả mối thù gánh nước hai ngày nay của bà ta. Lại thấy vẻ mặt sơn trà không hề hoang mang, bỏ bánh bao sang một bên, khẽ vỗ tay nói, bánh bao này cũng không viết tên, gì nói là của gì thì nó là của gì chắc. Nếu nó không phải của gì thì sao đây? Triệu Xuân Hoa miệng nhanh hơn não, buộc miệng thốt ra, nếu nó không phải của tao, tao sẽ trả lại mày gấp 10 lần. Lời này của bà ta vừa thốt ra, trên mặt sơn trà đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạng, khiến cho tưởng ngọc trân đứng xem trò vui ở bên cạnh trong lòng nhảy dựng một dự cảm xấu đột nhiên nảy lên trong lòng cô ta nhưng cũng đã không kịp ngăn cản đây là do gì nói đấy nếu mọi người đều ở đây vậy thì thuận tiện để cho mọi người làm chứng giúp cháu tránh cho có người bao biện tưởng ngọc trân đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi nhưng triệu xuân hoa vẫn chưa kịp phản ứng lại bà ta biết trong túi sơn trà không có tiền cũng biết cô ở vịnh thanh thủy ngay cả một người bạn còn không có thế nên không thể có khả năng biến ra một bịch đồ ăn tráng miệng như vậy được cho dù là đánh cược thì kết cục cũng đã định bà ta là người chiến thắng rồi bà ta vốn dĩ cũng chẳng hề đặt lời của sơn trà để ở trong lòng bà ta kéo tưởng ngọc xuyên đi vào phòng còn thuận tay cố ý mở rộng cửa ra ý muốn để cho mọi người vây xung quanh sân có thể đi vào để xem mọi người nhớ phải nhìn kỹ một chút để đừng có nói là tôi đổ oan cho con nhỏ này bà ta vừa nói vừa định mở ngăn tủ ra nhưng kéo một chút lại không thể kéo ra vừa nhìn xuống thì thấy ổ khóa trên tủ vẫn đang được khóa kỹ càng nhưng chìa khóa vẫn còn treo trên thắt lưng bà ta lúc này trong lòng triệu xuân hoa thầm rên rỉ bà ta thầm nghĩ có chuyện không ổn ổ khóa không bị phá chìa khóa còn đó vậy sơn trà làm cách nào mà có thể lấy được đồ đây trong lòng bà ta cảm thấy thấp thỏm không yên vậy mà tưởng ngọc xuyên đúng là một kẻ mù quáng cậu ta đang chờ cảnh tượng sơn trà bị mất mặt, nhưng nhìn thấy mẹ cả nửa ngày rồi vẫn không chịu lấy chìa khóa ra, cậu ta vội vàng đi lên kéo chìa khóa xuống trước. Không đợi Triệu Xuân Hoa kịp ngăn cản, cậu ta đã nhanh tay mở cái hộp ra. Ngoài cửa đầy người đang vui vẻ đứng xem náo nhiệt, không nghĩ là chuyện gì to tát, nhìn thấy hộp vừa mở đã vội vàng chụm đầu vào nhau. Chỉ thấy một đống đồ lộn xộn được khóa trong ngăn tủ, và một gói hàng quen mắt đang được đặt ở góc xa nhất nó giống y như đúc với gói trên tay của sơn trà. Không phải đồ của bà ta đang ở đây hay sao? Đúng vậy, hơn nữa bà ta còn để trong phòng, khóa lại, cho dù sơn trà có muốn cũng chẳng thể lấy được. Đúng vậy, mà nó cũng chỉ là một bịch đồ ăn tráng miệng thôi mà, khóa kín mít như thế để làm gì, người nào không biết còn tưởng là đang đề phòng trộm cướp đấy. Mấy người phụ nữ ngày thường có quan hệ không tốt với Triệu Xuân Hoa, Hiện tại thấy bà ta bị bêu xấu ngay lập tức không quên bỏ đá xuống giếng mà cười nhạo. Triệu Xuân Hoa vẫn cố chấp không tin, bà ta lấy đồ trong tủ ra, lật qua lật lại kiểm tra tỉ mỉ, quả nhiên là chiếc túi hôm qua mà bà ta bỏ vào, lỗ hở phía trên giống nhau như đúc. Bà ta lập tức biết mình bị Sơn Trà lừa, bắt đầu làm loạn lên, tưởng Sơn Trà có phải mày cố ý hay không. Sơn Trà bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội, kỹ thuật diễn xuất quá tốt đạt đến mức ảnh hậu là gì nói tôi trộm đồ của dì trước tại sao bây giờ dì lại nói là do tôi cố ý triệu xuân hoa cứng họng không thể trả lời lại được mắt thấy bị sơn trà nói đến mức không lời nào để nói bà ta liền trợn tròn mắt nghĩ tới chuyện khác ngay cả khi mày không lấy bịch đồ ăn tráng miệng thì chắc chắn là mày đã lấy trộm tiền của nhà tao và ba mày chưa bao giờ cho mày tiền dù chỉ một đồng mày mau chóng nói thật bịch đồ ăn tráng miệng này mày đã lấy từ chỗ nào ra Sơn trà ở trong thôn không có lấy một người bạn là điều mà mọi người ai cũng biết, ở trong lòng Triệu Xuân Hoa, mặc kệ bịch đồ ăn tráng miệng này tới từ chỗ nào, tóm lại chắc chắn nó có xuất xứ không bình thường, chỉ cần bà ta cứ bám chặt lấy việc Sơn trà trộn đồ, bà ta không tin rằng Sơn trà còn có gì để nói. Nhưng bà ta không ngờ rằng ngay khi mình vừa nói ra câu này, đã để những người đang xem trò vui có cơ hội lợi dụng chui vào chỗ trống. Không phải bà ta luôn mồm nói xem Sơn Trà là con gái ruột của mình hay sao? suốt bao lâu nay ngay cả một bịch đồ tráng miệng cũng không cho con bé tiền mua đồ ăn vặt dù cho sơn trà có không tốt như thế nào thì ít ra con bé cũng là con gái ruột của tưởng vệ quốc hay ho thật một cô gái lớn như vậy mà cho đến bây giờ ngay cả một đồng tiền cũng không có còn đồ ăn vặt cũng lại bị khóa ở trong tủ hành động này dường như không phải là cách đối xử với con gái ruột nha một người phụ nữ tên lưu mai đang đứng ồn ào ở sau lưng sơn trà Lúc trước bà ta có xảy ra mâu thuẫn với Triệu Xuân Hoa vì chuyện tưới ruộng, vốn dĩ đã thấy Triệu Xuân Hoa không vừa mắt, bây giờ có cơ hội tất nhiên sẽ đứng về phía sơn trà, thay cô lên tiếng bất bình. Không phải vừa rồi bà đã nói một cách rất dứt khoát rằng chỉ cần sơn trà không lấy đồ tráng miệng của bà thì bà sẽ bồi thường cho con bé gấp 10 lần hay sao? Bây giờ bà đừng có quan tâm đến chuyện đồ ăn vặt của Sơn Trà từ đâu mà ra, việc quan trọng bây giờ là bà cần phải nhanh chóng lấy tiền đưa cho con bé đi bà đừng có ở đây cố ý đánh trống lãng sang chuyện khác, chẳng lẽ là bà đang muốn phủ nhận việc đó đấy à? Lưu Mai vừa mở miệng nói xong, những người phụ nữ xung quanh có mối quan hệ thân thiết đã nhanh mồm nhanh miệng nói thêm vào giúp Lưu Mai. Triệu Xuân Hoa nghe xong tức giận đến ngứa răng, không phải việc của các người. Đừng có ở đây lo chuyện bao đồng. Lưu Mai cũng là loại người đanh đá, tay chống nạnh chỉ vào mũi Triệu Xuân Hoa mà nói, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn cái bộ dạng ăn hiếp người khác này của bà đấy, đã thế còn mỗi ngày đều nói bản thân đối xử tốt với sơn trà ra sao, giả bộ thế này thế kia, trên thực tế chính là loại người lòng dạ độc ác. Đừng có ở đó lãi nha lãi nhãi nói những điều vô dụng nữa, một gói đồ ăn tráng miệng cùng lắm một đồng, chính miệng bà đã nói sẽ trả gấp 10 lần chính là 10 đồng, mau chóng đem tiền đưa cho Sơn Trà đi. Sơn Trà ngay cả một câu cũng không hề nói mà đã có người giúp cô đứng ra đối đầu với Triệu Xuân Hoa, ngoài ra những người đang đứng xem chuyện vui còn ngại chuyện chưa đủ lớn, cũng sôi nổi ồn ào kêu Triệu Xuân Hoa đưa tiền cho cô. Sắc mặt Triệu Xuân Hoa lúc này đã trở nên tái nhợt, cố gắng phủ nhận chuyện đó. Bà ta vốn dĩ muốn cho mọi người chứng kiến cảnh sơn trà bị bẻ mặt mà thôi, nhưng ai ngờ rằng bây giờ lại tự đẩy bản thân rơi vào cái bẫy của sơn trà, ngày thường ngay cả cái trứng gà bà ta còn tiếc không muốn làm cho sơn trà ăn, nên làm thế nào mà bà ta có thể cho cô 10 đồng được cơ chứ? như vậy không phải là muốn giết bà ta rồi sao tưởng ngọc trân thấy triệu xuân hoa bị mọi người nói đến không thể nói nên lời cô ta cũng không nhịn được mà trở nên nôn nóng vội nhìn về phía sơn trà mà nói em xem em đang làm gì vậy nè mẹ chỉ đang nói giỡn với em mà thôi sao em lại xem đó là sự thật như vậy một bịch đồ ăn tráng miệng thôi mà cho dù em có ăn đồ ở trong nhà nếu muốn ăn thì cứ việc ăn mẹ còn có thể đi so đo tính toán với em thật hay sao hai người một người mặt đỏ bừng một người thì mặt trắng bệch nếu như là nguyên thân sau khi nghe xong lời này có lẽ là sẽ xong chuyện để cho bản thân bị tưởng ngọc trân lừa bịp nhưng thật đáng tiếc với sơn trà của bây giờ thì chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được chị à chị cũng đừng như thế nói đầu tiên thứ tôi ăn không phải là đồ của gia đình chị không nhìn thấy ổ khóa trên tủ hay sao Tôi thậm chí còn chưa được nhìn thấy chiếc chìa khóa kia trông như thế nào thì làm sao mà tôi có thể lấy để ăn được đây. Hơn nữa, vừa rồi dì ta còn đổ oan cho tôi, lúc nói tôi trộm đồ vật sao chị cũng không bảo là dì ta đang nói dẫn đi. Lưu Mai bước lên trước che chở sơn trà ở phía sau mình rồi nói, đúng vậy, làm sao mà có thể nói đùa về việc đổ oan cho một ai đó về việc lấy trộm đồ cơ chứ, nói ra những lời này không có cảm thấy thật buồn cười hay sao. Tưởng Ngọc Trân không những không thể giải vây được cho Triệu Xuân Hoa mà ngược lại còn tự bê đá đập vào chân mình, nhưng mà nếu đưa 10 đồng thì thật sự quá tiếc rồi cô ta cũng chỉ đành phải cố gắng căng da đầu nói tới cùng với Sơn Trà, đúng là việc mẹ đổ oan cho em là không đúng, nhưng mà suy cho cùng chúng ta vẫn là người một nhà mà, không lẽ em thật sự muốn lấy tiền của mẹ hay sao? Sơn Trà trả lời một cách vô cùng thẳng thắn, đương nhiên là muốn rồi, tại sao mà tôi lại không cần, thế tại sao lúc gì ta đổ oan cho tôi trộn đồ lại không nghĩ đến việc chúng ta cũng là người một nhà cơ chứ? Tưởng Ngọc Trân cái móng heo nhỏ này làm sao mà dầu muối đều không ăn như thế này vậy triệu xuân hoa thấy ngay cả tưởng ngọc trân không thể khuyên được sơn trà thì lại muốn làm ầm lên một trận được rồi ồn ào như thế này còn ra thể thống gì nữa hả vương hữu đức đứng xem tuồng kịch này cả buổi cuối cùng cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện ông ấy vô cùng không kiên nhẫn mà nhìn về phía tưởng vệ quốc rồi trách mắng chúng tôi tới nhà ông là để bàn bạc công chuyện chứ không phải đến để xem vợ con ông đứng đây la lối cãi cọ ồn ào như thế này còn ông thân là chủ của một gia đình mà ngay cả năng lực xử lý việc này cũng không có thì nếu tương lai trong thôn có xảy ra việc gì đi chăng nữa ông cũng không cần phải tham gia đâu cho dù có là vợ của ông thì cô bé này cũng không phải là con gái ông hay sao ông nhìn xem bọn họ đang ở đây làm chuyện gì thế này nếu như đã làm trò trước mặt mọi người để mọi người đứng ra giải quyết một cách công bằng vậy thì hiện tại mọi việc cũng đã tra ra manh mối người nên đưa tiền thì mau chóng đưa tiền làm người điều quan trọng nhất là là giữ chữ tín nếu nói một đằng mà làm một nẻo thì còn ra gì nữa ông ta vừa nói ra lời này đã đem đường lui của triệu xuân hoa chặt đứt hoàn toàn ngụ ý trong lời nói chính là nếu như bà ta lại làm loạn ầm ĩ như vậy chứng tỏ việc tưởng vệ quốc không thể quản lý tốt gia đình và ông ta thậm chí ngay cả việc nhà mà cũng không thể quản lý tốt thì sau này nếu trong thôn có việc gì, ông ta cũng không cần nhúng tay vào. Tưởng vệ quốc vừa nghe, ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, ông ta dương mắt nhìn chầm chầm vào triệu xuân hoa ý bảo bà ta nhanh chóng đưa tiền. Có nhiều người vây xem như vậy, cho dù trong lòng triệu xuân hoa có không tình nguyện trăm ngàn lần thì bà ta cũng chỉ có thể đi vào trong phòng tìm 10 đồng để đưa cho Sơn Trà. Thấy Sơn Trà đã nhận lấy tiền, Vương Hữu Đức lập tức lấy uy nghiêm của đại đội trưởng ở trong sân hét lên vài tiếng để mọi người đi hết. Sau khi mọi người đi hết, ông ấy cũng không tiếp tục dẫn người vào nhà mà liếc nhìn tưởng vệ quốc một cái rồi nói, tôi thấy nhà ông cải cọ ồn ào cũng không thích hợp để làm nơi bàn chuyện, sau này vẫn là nên đổi sang một nơi khác đi. Nói xong câu đó lập tức mang theo người bỏ đi, tưởng vệ quốc thấy thế vội vàng nhanh chân đuổi theo nhưng cũng chỉ là làm việc thừa thải. Khi ông ta bước vào với vẻ mặt vô cùng tối tăm, muốn tìm sơn trà gây phiền toái thì đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của sơn trà đâu nữa. Lúc này cô đã sớm vui vẻ cầm tiền trở về căn phòng phía tây rồi cột cửa lên, đi ngủ. Chỉ còn lại Triệu Xuân Hoa cùng với tưởng Ngọc Xuyên đang đứng chôn chân ở tại chỗ, một người thì đang khóc lóc quán trời oán đất, đau lòng vì mất đi 10 đồng của mình, còn một tên thì cứ ngốc nghếch đứng ở đó ăn đồ ăn vặt. Tưởng vệ quốc càng nghĩ đến lại càng giận, nhưng ông ta lại không thể tìm thấy chỗ trút giận, cuối cùng ông ta hất đồ tráng miệng trong tay tưởng ngọc xuyên rớt xuống đất còn không quên mở mồm mắng ăn 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 mày suốt ngày chỉ biết ăn tưởng ngọc xuyên bị mắng cho hoảng sợ lại khóc lên tưởng vệ quốc ông muốn làm gì triệu xuân hoa thấy con trai cưng của mình bị đánh bà ta cũng không rảnh đi đau lòng số tiền của mình nữa nhào lên hô to muốn đánh nhau với tưởng vệ quốc sơn trà không nghĩ tới việc vương ái hồng đem một bịch đồ ăn tráng miệng đến cho mình lại có thể mang đến cho cô một số tiền như thế này còn làm một nhà bốn người kia đều bị lỗ nặng nghĩ đến đây tâm trạng cô vô cùng tốt mặc cho bên ngoài là tiếng tưởng ngọc xuyên khóc đến tê tâm liệt phế thì cô cũng không cảm thấy phiền mà cô còn đem nó trở thành bài hát để ru ngủ tâm trạng vô cùng sung mà nhắm mắt lại đi ngủ đến ngày đi chợ vương ái hồng đã đạp chiếc xe đạp đứng ở trước cửa đợi sơn trà vừa vặn lại đụng phải tưởng ngọc trân và triệu xuân hoa cũng đang muốn đi ra ngoài tưởng ngọc trân cũng biết đến vương ái hồng cô ta cũng biết nhà cô ấy ở trên thị trấn trong nhà làm buôn bán nhỏ và cũng có chút tiền vì vậy ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy cô ta lập tức nở một nụ cười và hỏi ái hồng em đến đây tìm chị là có chuyện gì à vương ái hồng lại nhìn cô ta với thái độ lạnh nhạt sau khi nhìn cô ta một cái lại chuyển tầm mắt về phía sau cô ta sau đó cô ấy vẫy tay nhìn người ở phía sau và nói không phải tìm chị tôi tới là để tìm sơn trà tưởng ngọc trân tất nhiên là sẽ không tin nhưng sau khi nhìn lại quả nhiên đã nhìn thấy sơn trà đã sửa soạn thật xinh đẹp đang bước ra cái móng heo này không biết dạo gần đây đang đắp cái gì ở trên người không hiểu sao cả người của cô càng ngày càng sáng sủa dáng vẻ trông vô cùng tốt khi sơn trà đứng ở trước mặt cô ta ngay lập tức khiến cô ta thấp hơn cô rất nhiều điều khiến cô ta càng tức giận hơn chính là không phải lúc trước cô chỉ luôn lủi thủi một mình không một ai yêu mến hay sao vậy từ khi nào mà cô lại có thể quen biết với vương ái hồng không chỉ vậy nhìn dáng vẻ này của hai người xem ra mối quan hệ còn rất tốt tưởng ngọc trân mặt nóng dáng mông lạnh vương ái hồng đối xử với cô ta thì hững hờ không quan tâm nhưng khi thấy sơn trà thì lại vô cùng nhiệt tình càng nghĩ tới cô ta càng tức giận đến nghiến chặt răng mãi cho đến khi sơn trà ngồi lên xe đạp của vương ái hồng hai người nói nói cười cười và đi thật xa thì ánh mắt của cô ta vẫn còn nhìn chằm chằm vào người ta không thể nào hồi hồn lại được mẹ con nhóc sơn trà này từ khi nào đã qua lại với vương ái hồng vậy không phải con nhóc này ở trong vịnh thanh thủy không có lấy một người bạn hay sao triệu xuân hoa cũng nói với thái độ vô cùng bực tức làm sao mà mẹ biết được mối quan hệ giữa hai người trông còn thật tốt nữa chứ Chiếc xe đạp mà Vương Ái Hồng đạp đến kia hình như chính là chiếc xe đạp của tiệm Phượng Hoàng, không ngờ được cô ta vậy mà sẵn sàng mang nó ra, không những vậy còn mang theo sơn trà đi cùng nhau nữa, chẳng lẽ không sợ chiếc xe đạp bị đè đến hỏng hay sao? Hết phần 1, mời các bạn đón nghe phần 2.